gia rocking lâu lắm rồi, nhưng mà tham gia với vai trò là người nghe chứ không phải là người nói. Thì hôm nay là mình có một cái buổi mình nói lại, thì vì do là hồi trước mình có nói cái bài này ở Hà Nội, ở một cái event khác ở Hà Nội, thì bên rocking có liên lạc và nhờ giống như mình host lại cái bài này ở Sài Gòn. Thì thực ra là mình làm Kubernetes là cũng chỉ mới hơn một năm thôi, nên là cứ mấy thì mình làm mình bị cái gì thì mình chia sẻ lại cho mọi người cái đó, tức là học cái cách mà cài đặt hay là cái cách vận hành thì trên internet rất nhiều, nhưng mà học từ cái lỗi thì rất là ít. Thì mình chia sẻ lại là mình chạy trên production mình bị cái gì thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Thì cái bài nói của mình nó sẽ có hai phần. Một phần đầu tiên là mình nói cái mình chọn cái stack về Kubernetes cho cái hệ thống Zalo Pay Merchant như thế nào, và sau đó là những cái incident mà mình đã gặp và cái cách mình xử lý cái incident đó. Và ngoài ra nó sẽ còn một số cái hướng tương lai mà tụi mình đang làm, thì mình cũng sẽ nói, mình cũng sẽ có vài cái gọi là mình chưa có giải quyết được, thì có thể lát mình cũng sẽ nêu lên, rồi mọi người có góp ý thì mọi người giống như chia sẻ lại kinh nghiệm để mình. Thực ra ở đây không phải là cái bài nói gì, tức là mình đang chia sẻ những cái gì mình đang gặp, có thể gọi là giống như kiến thức mình nó chưa tới thì mình bị cái vấn đề đó, nhưng mà có thể là bạn nào có kiến thức tốt hơn thì có thể chia sẻ lại cho mọi người thôi. Vậy mình xin phép đứng đây tại vì nó phải bấm cái slide ha. Thì cái đầu tiên thì mình nói về cái nội dung hôm nay, mình nói là giới thiệu về bản thân tí thôi. Thứ hai là tại sao mình lại chọn cái Kubernetes mà on-premise. Cái thứ ba là cái Kubernetes của cái ZaloPay Merchant Platform, tức là mình đang là Head of Merchant Platform của ZaloPay. Tức là Merchant Platform đây là chịu trách nhiệm đi kết nối Merchant với lại hệ thống ZaloPay. Tức là Merchant cần có nhu cầu tích hợp trên ZaloPay thì team của mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ là đi tích hợp với Merchant đó, hướng dẫn họ, đưa document cho họ rồi test, tích hợp. Và mình cung cấp một cái platform liên quan tới giao dịch của Merchant cũng như là đối soát với Merchant. Merchant đây là cái người sử dụng dịch vụ ZaloPay để cung cấp thanh toán cho user. Còn cái ZaloPay Core là một team khác, tức là mình chỉ sử dụng cái transaction được generate từ ZaloPay Core và mình làm những thao tác xung quanh transaction đó thôi. Thì cái tiếp theo là những cái issue mà mình gặp và cái lesson learned, và cái cuối cùng là cái next step mình đang muốn làm cái gì. Thì đầu tiên thì bản thân thì mình học ở Việt Nam, học Đại học Bách khoa Sài Gòn. Sau đó mình qua bên nước ngoài mình học tiếp Master. Thì khi mà quay từ Đức về thì mình làm Tech Lead cho Zinmi, tức là mình đã làm ở VinZ 10 năm rồi. Thì đầu tiên là khi vào VinZ là mình làm Tech Lead cho Zinmi. Tức là may mắn là thời điểm đó thì mình học được rất là nhiều cái bài học về scaling. Tại vì lúc đó mạng xã hội ở Zinmi là cũng hầu như là ngang ngửa. Và sau đó mới bị Facebook bóp cổ chết, đúng không? Thì may mắn là lúc giai đoạn mà cạnh tranh thì mình học được rất là nhiều cái kinh nghiệm về scale cái hệ thống Zinmi. Lúc đó thì chưa có khái niệm microservice hay là gì, nhưng mà thực ra cái hệ thống bên dưới nó cũng thiết kế tương tự giống như vậy. Sau đó thì sau khi mà Zinmi bị Facebook thôn tính đánh bại thì mình chuyển sang mình làm cái mảng khác, tức là mảng liên quan tới cái phần mềm CRM. Các bạn nào biết phần mềm CRM là gì không? Cyber Station Manager, tức là phần mềm quản lý phòng máy. Thì VinZ có một hệ thống game client rất là lớn, nên VinZ có một cái hệ thống gọi là những phần mềm cho các chủ đại lý internet sử dụng miễn phí. Thì cái nhu cầu của cái chủ đại lý internet là gì? Là nhu cầu tính tiền, tức là mình vô mình ngồi chơi bao nhiêu phút thì tự động tính ra cái bill, thay vì phải ngồi ghi giấy, đúng không? Thì cái phần mềm đó nó giúp cho mình quản lý là bật tắt cái máy đó, ví dụ mình tính tiền xong thì phải lock cái máy đó lại, không cho chơi tiếp. Thì cái phần mềm này nó giải quyết bài toán đó. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì nó có một cái sự cạnh tranh với lại Garena, tức là Garena họ có một phần mềm liên quan tới bootrom, tức là khi bạn thấy cái lịch sử phát triển của cái phòng máy internet á, thì đầu tiên là nó dùng đĩa cứng, xong mọi người mới có cái phần mềm đóng băng, tức là khi mà mình xài xong thì mình lại recover lại cái trạng thái trước đó để cho nó đừng có bị gọi là dính virus, lại bị khách hàng vô chơi thì chắc chắn là rất là nhiều vấn đề. Thì sau đó thì một cái công nghệ mới nó ra là công nghệ diskless, tức là bản thân cái máy con không cần có đĩa cứng mà tất cả đều gọi giống như là giả lập, tức nghĩa là khi cái máy con nó boot lên cái thì nó giả lập, nó mau cái đĩa từ cái máy chủ và nó chạy trên cái máy chủ cái đĩa ảo đó luôn. Thì tức là cái phần mềm đó thì lúc đó là VNG thì đang xài phần mềm có đĩa cứng, nhưng mà Garena thì mua một cái phần mềm khác ở nước ngoài về không có đĩa cứng. Thì mình được giao là
phải làm cái phần mềm đó ở Việt Nam. Thì team của mình đã làm cái phần mềm System Boot. Thì sau này cái thị trường phòng máy nó cũng gọi là đi xuống, tức là game thì bây giờ chuyển sang game là game mobile, không còn game client nữa. Nên cái mảng đó nó cũng không còn nhiều. Thì lúc đó sau đó thì mình chuyển sang mình làm cái phòng là phòng GBC, tức là Game Backend and Cloud. Mang tiếng Game Backend and Cloud chứ thực ra nó là R&D thôi. Và sau đó mình với một anh lead về tech của VNG founder ra cái IoT Lab. Tạo ra cái IoT Lab. Thì IoT Lab hiện tại thì mình không còn làm nữa, nhưng mà IoT Lab hiện tại cái sản phẩm lớn nhất của IoT Lab là hệ thống Smart Campus, mà tụi mình có một cái campus đang xây, đang chuẩn bị move qua đó, tức là tuần sau là mình move qua đó. Thì tất cả cái hệ thống mà đèn hay là asset control liên quan tới Smart đều là do cái team IoT Lab làm. Tức là sản xuất luôn cả cái đèn, sản xuất luôn phần mềm điều khiển và optimize về mặt năng lượng cho cái đèn. Và cái hệ thống quẹt thẻ đi vào bằng NFC và có thể là nối với nhau và asset. Nói chung là Smart Campus thì là do cái team IoT Lab làm. Và hiện tại thì mình đang làm ZaloPay Merchant Platform, tức là chịu trách nhiệm là những cái gì liên quan tới Merchant của ZaloPay. Và mình cũng là một người mới học K8S thôi. Thì tại sao mình lại chọn K8S? Tức là trước K8S thì thực ra mình làm qua nhiều project thì mình thấy là cái bài toán mà chia để trị là bài toán rất là lớn, tức là mọi người hay nói là microservice, microservice á. Tức là do một bài toán lớn mình chia thành nhiều bài toán nhỏ thì cái cơ hội mình giải quyết cái bài toán nhỏ nó dễ hơn, và mình có thể dễ dàng nâng cấp hoặc dễ dàng scale cái hệ thống nó lên mà không ảnh hưởng tới những thành phần khác, đúng không? Thì mình thấy là khi mà mình làm với lại microservice thì mọi người hay dùng Docker, đúng không? Thì khi mình làm Docker đó, tức là mình start được cái microservice của mình, nhưng mà cái việc quản lý một tập các cái microservice đó mình thấy rất là vất vả. Thì lúc đó mình thấy trên tất cả diễn đàn của Lang hay gì đó thì mọi người lại có một cái trào lưu là làm về Kubernetes. Thì mình sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy Kubernetes cũng có vẻ là phù hợp với mình. Mặc dù trước đó là nó có những cái khác, giống như một cái trào lưu khác là trào lưu đó mình không có theo kịp, đó là trào lưu liên quan tới OpenStack, tức là mọi người dùng những cái máy VM và mọi người đưa những cái software lên những cái máy VM đó, mọi người cài. Có thể là có những chiến lược, ví dụ bên Viettel thì họ có hai team, một team thì họ theo đuổi chiến lược là dùng VM, một team thì họ chuyên theo đuổi chiến lược là dùng Kubernetes, và hiện tại hai team đó vẫn đang cạnh tranh. Thì tức là mình không biết cái nào hơn cái nào, nhưng mà rõ ràng là mình đã miss cái trend về OpenStack, tức là VM, thì mình muốn switch qua cái trend về Kubernetes. Thì mình cảm thấy là Kubernetes nó có vẻ là đáp ứng được nhu cầu mà ngày xưa mình bị, tức là khi mình làm Jimmy mình bị rất là nhiều vấn đề liên quan tới operation. Tức là bạn viết cái code của microservice, chứ mà mình viết những cái service rất là dễ, nhưng mà để mình schedule những cái service đó, mình scale cái service đó lên, hoặc là khi có vấn đề thì mình có thể là dễ dàng mình migrate cái service đó qua một cái node khác đó, cái vấn đề đó giải quyết bằng tay thì rất là kinh khủng. Nhưng mà thấy có vẻ là Kubernetes ra đời thì nó giúp mình giải quyết được cái bài toán đó, thì mình chuyển sang Kubernetes. Và cái cuối cùng là mình nghĩ thôi chứ không biết là có thực sự là save cost hay không. Tức là rõ ràng là khi mà mình, các bạn tưởng tượng nếu mà mình có một cái resource trên một cái máy, trên một cái node, mình bao gồm có CPU, có RAM, đúng không, và có thể là có storage. Thì nếu mà mình chạy giống như cái kiểu ngày xưa, tức là mình chạy dạng process bay á, thì mình phải tự mình kiểm soát. Ví dụ mình chạy một process Java cho nó mình cần 2 GB RAM hay là mình cần 3 GB RAM, thì mình phải kiểm soát ở cái máy nó còn lại bao nhiêu GB để mình bắt đầu. Cái ông system operation ông phải biết là ở cái máy nó còn trống 5 GB thì tôi sẽ allocate thêm một cái process khác vô đó. Cái việc đó là mình hoàn toàn mình làm bằng tay. Nhưng mà khi mà mình làm bằng cái còn phần mềm ví dụ như K8S hoặc là những cái cơ chế khác, thì rõ ràng là mình thấy là mình có thể là automation cái chuyện đó, tức là cái resource mình control hoàn toàn tự động, đúng không? Mình nói mình cần một cái process chạy bao nhiêu RAM, bao nhiêu CPU, thì có thể là mình schedule tự động vô một cái node nào đó, thì mình cảm giác là nó có thể là nó save cost hơn. Nhưng mà có thể là cái cost về mặt con người thì trả giá nhiều hơn, tức là lúc đó thì ông làm vận hành trên Kubernetes cũng phải rất là nhiều kinh nghiệm, lúc đó lương có thể cao hoặc cái gì đó, thì có thể là cái cost đó nó khác. Thì mình cảm giác là scale thôi, là save cost thôi. Thì tại sao lại là on-premise? Thứ nhất là các bạn thấy cái hình cá mập cắn không? Cứ 2 tháng 9, 30 tháng 4 gì đó tới lễ là cá mập nó cắn. Mà nếu mà mình dùng trên cloud, ví dụ như AWS hay là Google gì đó, thì tới lúc đó là nhiều khi cái service mình có thể bị gián đoạn nếu mình thiết kế không tốt, đúng không? Thì nhưng mà nếu mà service mà phụ thuộc vô ông cá mập thì cũng có vẻ hơi có vấn đề, đúng không? Với lại cái thứ hai nữa là cái của mình á, là
phần mềm mình là fintech, tức là fintech thì có vẻ là sợ để đưa cái data mình lên cloud, thì đó cũng một lý do là mình phải tìm hiểu cái on premise. Cái thứ hai nữa là save cost, tức là nếu các bạn dùng ở trong cái môi trường của cloud á, nếu mà mình không có gọi là strong về cloud á, thì khả năng là mình đốt tiền cho cloud rất lớn, đúng không? Ví dụ như cái máy, nhiều khi cái máy mình không xài mà mình boot lên mình để đó thì một tháng nó nhìn cái hóa đơn mà AWS nó trả về cho mình thấy cũng thấy mệt mệt, đúng không? Còn ví dụ ở data center của mình thì nó đơn giản hơn, với lại thực ra là thuận lợi cái là VG có data center riêng, nên cái câu chuyện mà cấp phát máy móc cho nó, nhiều khi cái cost, cái cơ chế tính cost nó có thể là nó tốn tiền hơn, nhưng mà về mặt internal thì coi như là ít tốn hơn. Còn cái tiền mà mình trả cho AWS, tức là mình trả ra ngoài, có thể là mình ở VG thì mình trả nội bộ team này qua team kia, thì tiền của VG túi bên trái móc qua túi bên phải thì có thể là nó save cost, tức là nó không phải bị cái tiền đi ra ngoài, đúng không? Thì đó là những cái lý do mà mình muốn dùng on premise. Với thực ra quan điểm của mình thì làm on premise thì nó challenge hơn là mình làm ở trên môi trường cloud. Thứ nhất là mình phải tự tay mình gọi là cài cắm rồi vận hành, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn cái vấn đề mà mình bị. Điều này cũng có nghĩa là gây một cái rủi ro rất là lớn cho production, thì lát mình sẽ cho bạn một cái issue mình gặp phải mà tưởng là cả team có thể lên đường vì cái issue đó luôn. Rồi thì mình nói về cái cách mình chọn cái stack mà base trên K8S của cái Galway Merchant Platform ha. Thì thực ra mình có những cái mình quan tâm nhất, tức là cái quan tâm đầu tiên của mình là cái mình deploy cái architect của mình như thế nào. Nó quan tâm bao gồm là load balancing nè. Rồi khi mà mình làm trên Kubernetes thì mình bị một vấn đề á, tức là routing ra internet là một bài toán mình cũng phải giải quyết. Cái vấn đề tiếp theo là vấn đề liên quan tới storage. Storage thì gồm có hai phần, một phần là DB, một phần là file ha. Cái thứ ba nữa liên quan tới vấn đề là CI/CD, tức là mình muốn automation hóa cái việc deploy lên cái hệ thống Kubernetes. Vấn đề thứ tư là cái log collection của mình như thế nào để mình đảm bảo là mình có thể lưu trữ và mình có thể là query lại được để mình kiểm soát cái tình trạng cái hệ thống microservice của mình. Cái vấn đề tiếp theo là vấn đề troubleshoot, tức là tracing. Khi mà một request bị chậm hay bị gì đó thì mình làm sao để mình có thể là mình biết là nó nằm ở đâu, đúng không? Và vấn đề cuối cùng là vấn đề kiểm soát hệ thống, tức là monitor và alert khi mà có vấn đề. Thì mình quan tâm tới những cái này thì mình sẽ trình bày cái cách mà mình chọn. Còn có thể đúng, có thể sai, hoặc có thể là không optimize thì có thể là mọi người góp ý ha. Thì thực ra là đây là một cái hình mà liên quan tới cái stack của mình, tức là bản thân của mình ở VG á. Thì khi mà mình xin một cái farm máy thì cái farm đó bắt buộc phải nằm trong một cái VLAN, đúng không? Chỉ những cái farm nào mà mình request là VLAN nó được ra public thì cái máy đó mới được access, mới được cấp IP ra public, còn lại hoàn toàn đó là private. Thì ở đây mình mới có là mình, các bạn thấy là có một cái public VLAN với hai cái private VLAN. Tức là ở đây tại sao mình chọn chỉ có hai con HA ra public, tại vì thực ra chỉ có hai con đó mới có IP public thôi, tất cả còn lại đều là IP private hết. Thì cái stack ở giữa, tức là các bạn thấy là nó có K8S Buster và K8S Worker, và mình có đưa luôn cái Jenkins vào nó để cho nó dễ tương tác với cái hệ thống lúc mà mình auto CI/CD trên cái hệ thống K8S đó thôi. Và cái dưới cùng của mình á, tức là quan điểm của mình thì mình có thể là không biết các bạn chọn như thế nào, nhưng mà mình thì mình muốn nó có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là cái vấn đề storage nó phải nằm ở một VLAN private, và mình chỉ cho phép những cái thằng nào được truy cập vô cái storage nào thì đi và phải có access thông qua firewall. Tức là mình chỉ giới hạn cho một ông nào được truy cập cái gì thì đi qua này. Và tại sao mình không chọn cái nó hiện tại nó đang có một trào lưu nữa là cloud native storage, tức là bản thân cái storage này nằm trên chính cái Kubernetes luôn, tức là nó tận dụng luôn cả cái tài nguyên của những cái worker đó, hoặc là có những cái node làm storage mà nằm trên cái farm Kubernetes và được schedule bởi cái Kubernetes luôn. Nhưng mà mình không chọn nó tại vì mình cảm giác nó chưa có stable. Chẳng hạn như bạn có những cái như là cluster FS, hoặc là mình có một cái dự án thấy open EBS, tức là mình thấy cái đó rất là tiềm năng nhưng mà mình vẫn không dám apply. Thì mình quan điểm của mình là mình muốn tách nó ra một cái layer storage riêng và mình scale cái layer này lọc lọc giống như cách truyền thống. Còn phía trên chỉ là schedule mấy cái stateless service thôi.
Rồi ở đây nó có một cái phần nữa liên quan tới private, tức là để lưu trữ và lưu trữ mấy cái source code ha. Và cái email của Docker. Thì trong khi mình nói, các bạn nào có muốn hỏi gì hỏi luôn ngay lúc đó thì nó sẽ dễ hơn, lát hồi mình quay lại thì nó hơi khó không? Tức là cái này nó không có critical quá về mặt thời gian, thì các bạn có thể là hỏi nếu các bạn cảm thấy có gì đó mà thắc mắc. Ở đây các bạn thấy có một số cái, chẳng hạn như mình chọn lưu trữ mình dùng TiDB, thì cái TiDB này nó có một cái đặc điểm rất là hay, tức là ở đây là mình có thứ nhất là data MySQL data, đúng không, tức là dữ liệu có quan hệ và cái loại dữ liệu không có quan hệ, rồi file tức là những cái thứ mà mình muốn lưu trữ, chẳng hạn như là JavaScript, rồi email, rồi những cái thứ mà liên quan tới resource của cái web chẳng hạn vậy. Rồi có những cái liên quan tới queuing, tức là mình muốn có một cái queue để mình làm cái gì đó, đúng không? Rồi có những thứ liên quan tới search, có những thứ liên quan tới chat. Thì tất cả những đó đối với mình nó đều là data, thì mình đều là storage, thì mình gom nó về một khu vực là storage để mình dễ kiểm soát. Rồi thì cái đó là cái bức tranh tổng thể. Các bạn có câu hỏi gì không? Ok, vậy mình đi tiếp ha. Thì đầu tiên qua thì mình nói tới vấn đề load balancing. Thì load balancing thì mình có ba cái mô hình load balancing. Tại vì đầu tiên là mình các bạn có thắc mắc tại sao mình lại cần phải có load balancing. Tại vì lúc mình chạy microservice á thì mình có thể chạy nhiều instance, đúng không? Mà nhiều instance thì bắt buộc phải có cơ chế là mình chia cái request vô instance tương ứng, đúng không? Thì nó phải có một cái cơ chế để mà load balance cho cái chuyện đó. Thì trong Kubernetes nó có một khái niệm nó gọi là proxy, Kubernetes proxy, để làm cái việc mà chia tải vô trong cái service của mình. Ví dụ bạn nói bạn start một cái service lên, tôi gồm 5 instance, thì làm sao mà nó forward cái request vô 5 instance theo một cái cơ chế nào đó, chẳng hạn như Robin hay là cái gì gì đó, thì nó phải có một cái cơ chế, tức là thằng proxy nó đứng ra làm chuyện đó. Thì trong proxy nó cũng có mấy mode, tức là nó có 3 mode. Đầu tiên là mode user bay, tức là các bạn nhìn thấy khi các bạn có một cái client, các bạn request tới cái cluster IP á, tức là các bạn có khái niệm cluster IP, tức là IP đại diện cho cái service đó. Tức là một cái service bạn chạy trên một node thì bạn có một cái private IP, nhưng mà bản thân cái service đó lại có một instance trên service thì có một IP, đúng không? Tại vì khi bạn một cái bot chạy trên một cái node thì chắc chắn cái IP, một cái bot sẽ có IP riêng, đúng không? Nhưng mà cái khái niệm service là nó giống như là nó có nhiều cái bot nó gộp lại, giống như một cái service nó có nhiều instance, thì bản thân cái service đó nó đặt trên một cái IP. Thì cái cách mà client mà truy cập cái IP đó mà nó forward vô được cái bot á, thì nó có ba cái mode. Mode đầu tiên là mode, nó gọi là mode user space, tức là các bạn thấy toàn bộ cái request đều đi qua cái Kubernetes proxy, và Kubernetes proxy bắt đầu là dùng ở cái user đó là một cái phần mềm, nó forward vô những cái node bên trong. Bạn hiểu năm nay là vậy, nhưng mà thực tế bên dưới thì nó hơi phức tạp hơn tí. Cái mode thứ hai tức là mode, nó gọi là mode IP table, tức là thay vì Kubernetes proxy làm chuyện đó thì là cái IP table tại từng cái node làm chuyện đó, chứ không phải là Kubernetes proxy. Tức là nó đâu đó nó cũng giống như là kernel bay, nhưng mà nó bay trên IP table. Và cái mode thứ ba, cái mode mới nhất là mode IPvS, tức là cũng có cơ chế giống IP table nhưng mà nó dùng là IPvS module, tức là kernel module để giải quyết cái bài toán đó, tức là virtual IP á, để giải quyết cái bài toán đó. Thì mình đang chọn là cái mode thứ ba, tức là mình cảm giác là có vẻ là cái mode này là performance nó là ok nhất. Còn cơ chế detail thì nó có một cái bài rất là sâu về cái đó, thì các bạn có thể tìm hiểu nếu các bạn muốn đi chuyên sâu cái đó. Còn mình thì mình dừng lại cái mức là mình lựa chọn cái mode thôi. Thì thực ra cái mode này mình hiểu vậy thôi, nhưng mà thực ra cuối cùng là một cái dòng config lúc mà mình boot cái Kubernetes lên thôi. Thì như nãy mình nói là mình có cái service thì nó cũng sẽ có nhiều loại service, tức là service nó có là cluster IP, node bot hoặc là load balancer. Thì mình chọn là chọn cái load balancer, tức là mình dùng cái MetoLB thì để mình forward cái request ở layer 2 ha. Tức là bản thân cái service á,
nó có một cái gọi, nó gọi là cluster. Cluster tức là mình dùng cái IP private ở trong cái đó thôi, nó có cluster IP đúng không? Hoặc là node bot. Node bot tức là bản thân khi một cái node nó cứ nhận cái request vào, sau đó cái node đó nó sẽ forward tới cái service tương ứng, là cái node bot. Còn cái thứ ba là load balancer, tức là bản thân nó là nó có IP public bên ngoài luôn. IP đó là giống như IP của cái cluster mà mình là IP của cái node luôn á. Tức là cái service đó nó nhận được IP chính cái node ở bên ngoài luôn, và mình có thể forward request bằng vô cái IP đó, thì nó sẽ forward vô cái service đó. Thì bên mình chọn là load balancer, tức là cái này thì nếu các bạn dùng trên trên mấy cái cloud như là AWS hay là GCP thì nó có. Nhưng mà với private, mình dùng private thì mình phải cài thêm một cái phần mềm là MetaLB để nó cấp cái IP cho cái cluster đó. Còn về vấn đề access internet thì mình dùng, thực ra là access internet á, thường cái thông thường nếu mình làm á, thì mình thí dụ mình muốn cái node nào ra internet á, giống như mình làm lần đầu tiên mình làm á, thì là mình chơi là mình rút cái node đó, mình giống như kiểu cái node đó nằm trong cái farm đó đúng không, mình muốn ra internet thì bắt đầu là mình dán cho nó một cái routing từ cái node đó ra internet, rồi sau đó cái service của mình thì mình schedule vô cái node đó đúng không. Làm như vậy thì nó vi phạm cái câu chuyện là cái farm đó là farm private mà mình lại cấp cho nó một cái đường ra internet, giống như một cấp cho nó một IP để ra internet, thì mình vi phạm cái policy của công ty, thì lúc đó là rất là hạn chế trong cái chuyện là với lại rất là khó để mình scale. Ví dụ một cái node mà mình scale qua một cái, ví dụ một cái node cần ra internet, một cái service cần ra internet, thì mình phải schedule nó vô những cái label nào mà mình đánh dấu là cái node đó ra internet được, còn lại nếu không các bạn sẽ không rút ra được internet. Thì trong cái K8S mình mới thấy là nó có một cái là mình có thể là truyền cái config để mình làm câu chuyện là bản thân cái service của mình phải sửa cái chuyện đó, tức là mình dùng qua proxy. Tức là service của mình không đi trực tiếp bằng routing từ cái node ngay chỗ mà mình đi ra internet được, mà mình phải gọi thông qua proxy, tức là mình dùng giống như là explicit là tôi đi ra internet bằng cái proxy này. Thì lúc đó mình mới dùng một cái proxy, mình cài một cái proxy và mình cho phép traffic đi ra ngoài qua proxy đó, thì có thể là nó bị gọi là chậm hơn. Nhưng mà vấn đề là gì, nó đảm bảo cái tính gọi là giống như mình không có phá vỡ cái kiến trúc của cái private VLAN. Và mình còn một cái nữa là gì, là mình có thể kiểm soát được cái service của mình đi bất cứ node nào, mình không có phải là cố định cái node mình vào, cố định cái service mình vào cái node nào có thể ra internet được, tại vì bản thân node nào cũng có thể đi qua internet thông qua proxy. Thì mình dùng cái config là HTTPS proxy, thì lúc đó mình cài một cái dựng một proxy để đi ra ngoài, và sau đó tất cả các service thì đi dòng qua proxy đó để đi ra ngoài. Thì lúc đó service mình có thể là scale bất kỳ cho nó node nào, và cái có thể tải nó sẽ đều hơn. Về phần storage thì như mình nói, DB thì mình có là mình chọn TiDB. Tại sao mình chọn TiDB thì lát mình có cái slide mình nói lý do. Còn cái NoSQL thì bên đây mình chọn Redis. Cassandra thì có nhưng mà mình không có dùng nhiều, trong cái core của Yalobay thì họ dùng Cassandra nhiều. Giờ bên mình thì Cassandra chỉ dùng những cái dự án nhỏ nhỏ thôi. Còn cái queue thì mình chọn Kafka và ActiveMQ. Nhưng mà Kafka thì mình dùng nhiều hơn là ActiveMQ. ActiveMQ chỉ dùng local thôi. Tại mình có một vài cái issue mình không biết bên đây các bạn có nào gặp không. Nhưng mà mình bị một issue đó, tức là cái ActiveMQ mà chạy qua một cái node mà khác cái node với mình gọi client á, thì nó hay có cái hiện tượng là lâu lâu nó bị block. Mình chưa tìm ra nguyên nhân, nên là mình không biết là lý do tại sao, rồi mình đang tìm hiểu. Có thể là do mình config sai, có thể là do ActiveMQ bản đó bị lỗi, nhưng mà mình search cái issue này thì chưa ra. Và search thì bên mình dùng Elasticsearch. Tức là quan điểm của mình á, mình muốn build nó là một cái platform, tức là giống như kiểu platform as a service, chứ không phải là mình muốn là, tại vì ví dụ như mình, ví dụ các bạn đứng ở vai trò các bạn là team system operation đi, thì các bạn có một yêu cầu là một cái sản phẩm này lên, thì nó nói là tôi cần là một instance MySQL, tôi cần một instance Redis, tôi cần cái gì 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 đó. Thì nếu như bình thường mình làm á, có phải là mình phải, ông SO phải đi, ông start một cái Redis lên, ông start một cái instance MySQL lên ở dưới cái tầng phía dưới đúng không, tầng storage của mình đúng không. Nhưng mà cái vấn đề đó nó bị một vấn đề là gì, cái workload mà để mình gọi là đảm bảo cái instance đó nó chạy ổn định là một bài toán rất là lớn. Tại vì ví dụ như cái node mà mình đang cài MySQL nó chết thì cơ chế của mình sao, ví dụ mình chọn là master slave đi đúng không, thì mình phải có cơ chế để mình dựng cái ông slave kia lên thành ông master chẳng hạn. Vậy tức là cái thao tác operation đó rất là phức tạp. Nếu như mình
kiến trúc không tốt thì mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như và mình phụ thuộc rất là nhiều vào ông system operation. Tức là ông đó ông nghĩ cái là thôi em đừng nghĩ anh tăng lương gấp đôi hay gì đó để ông ở lại ông làm tiếp, chứ giờ ông khác ôm cái cục đó là chưa chắc là vận hành nó chạy. Thì cái bài toán đó mình phải giải quyết ở cấp độ là mình dùng theo dạng đó là platform. Thì mình thấy có những cái DB nó giải quyết giúp mình cái bài toán đó, chẳng hạn là ThaiDB hoặc là CorpDB hoặc là Yuga, YugaBy hay gì đó. Tức là nó đều cái cơ chế nó đều là cluster cái DB đó. Tức là bản thân mình cũng vận hành nó giống như là Kubernetes vậy đó. Tức là tôi có bao nhiêu cái instance storage, tôi add nó vào cái cluster đó. Thì bản thân nó sẽ, ví dụ mình chọn là replicate bằng máy, thì bản thân nó sẽ replicate cho mình, tự động replicate cho mình qua N cái node đó. Và khi có một node nó chết thì nó vẫn còn, cái data mình vẫn còn, và mình chỉ việc là kéo cái node đó cần thay tháo mình add cái node khác và cái farm mình nó vẫn chạy bình thường. Thì đó là lý do tại sao mình dùng ThaiDB. Còn performance thì chắc chắn các bạn biết thì mình phải trả giá rồi, không thể nào mà nhanh như MySQL được. Mà mình trả giá, mình theo mình đo ở hệ thống của mình thì đo load thực tế thì có thể là nó chậm như là 5 tới 7 lần so với MySQL. Nhưng mà tụi mình vẫn chấp nhận tại mình dùng cái đó giống như một cái tầng về storage chứ không phải là dùng business nằm trên đó. Còn cái Redis thì hiện tại là mình vẫn chưa có solution cho Redis mà dạng ở dạng gọi là giống như kiểu platform, tức là làm sao để mà ông user ông vô ông muốn 5 instance giống như kiểu các bạn dùng trên cloud Amazon thì một ở bên dưới nó spawn ra một cái instance 5 git cho các bạn dùng, và khi mà ông đó không dùng nữa thì nó tự động nó kéo cái instance nó về và nó tự nó replicate qua để khi mà cái node Redis nó chết thì lập tức có node khác up lên để thay thế. Thì cái đó mình chưa làm được, tức là mình có một cái dự án mình đang làm nhưng mà chưa có ra kết quả. Tức là thường mình thấy cái này thì người ta tức là chưa có một giải pháp gọi là để làm cái bài toán đó, thì thường mọi người hay dùng cái là nó gọi là Mesos đó. Các bạn có biết Mesos không? Apache Mesos thì bọn họ hay dùng cái đó làm cái scheduler cho một cái tầng những cái thứ mà liên quan tới máy vật lý. Thì thường họ dùng Apache Mesos, thì mình cũng đang nghiên cứu cái dự án liên quan tới Redis mà dùng Mesos để schedule cho cái Redis đó, nhưng mà chưa có kết quả. Thì đây là một cái sơ đồ tiêu biểu của ThaiDB, tức là tại sao mình dùng ThaiDB thì nó cũng có nhiều lý do. Đầu tiên là như mình nói là nó scale vô tư, nếu mình cần thêm thì mình cứ add storage vô. Thì bản thân cái ThaiDB nó rất là hay, tức là mặt trên của nó là tương thích hoàn toàn với MySQL. Tức là bạn nhìn ở bên dưới, các bạn nhìn ở trên, các bạn nhìn xuống, bạn coi như đó là các bạn tưởng tượng nó đang là MySQL. Nhưng mà mặt dưới của nó lại là những cái farm gọi là type key value. Các bạn thấy không? Ở đây là các bạn nhìn ở ngoài application nhìn vô thì nó là ThaiDB. Cái ThaiDB đó chỉ là một cái tầng translate từ cái câu SQL sang những cái câu read write, những câu write trên cái hệ thống key value thôi. Tức là bản thân mặt dưới của ThaiDB vẫn là key value, các bạn thấy không? Tức là dù ở dưới đây cụ thể nó là RockDB, và sau này thì nó có một cái engine mới là Titan để nó giải quyết bài toán optimize cho SSD. Thì cuối cùng cái ThaiDB nó vẫn là key value mặt dưới, và sau này nó còn phát triển thêm một cái là TypeSpark để nó phục vụ cho cái nhu cầu mà phân tích. Còn nhu cầu này là nhu cầu chạy online cho sinh. Thì mình chọn ThaiDB tại vì mình test được một thời gian khá lâu thì mình thấy nó chạy cũng có vẻ là stable. Và tốc độ thì hiện tại nó đang, cái bản mới của nó nghe nó cải thiện hơn rất nhiều, mà mình chưa có cơ hội để mình bọt cái hệ thống của mình lên cái bản mới thì chắc cũng phải mất nhiều thời gian. Nhưng mà ít nhất là cái này rất là tiềm năng, và mình thấy rất là nhiều công ty họ dùng cái này. Thí dụ như Shopee cũng dùng cái này trong cái hệ thống của họ, và nhiều công ty khác của Trung Quốc họ cũng dùng cái ThaiDB này. Tại ThaiDB này là của một cái anh founder, là một anh làm trong Tencent, tức là dùng làm cho mấy hệ thống database game của WeChat đó. Các bạn có WeChat không? Thì là của Tencent, thì họ làm anh founder đó ra anh mở cái ThaiDB này thì có vẻ là rất là tiềm năng. Rồi mình đi tiếp theo cái vấn đề liên quan tới CI/CD. Thì đầu tiên là mình dùng GitLab để mình hút cái comment cái bản đầu tiên á. Tức là do cái bên mình, cái tổ chức, cái source của mình nó không có được gọi là quy củ giống như những công ty làm về, mình chưa có tổ chức thay được full cái git flow. Tức là ai cũng up lên master hết. Tức là cái dự án mà ai cũng up lên master hết. Và dẫn tới cái code là mình chỉ cho phép cái ông gọi là ông leader, ông commit cái code lên master thôi. Chỉ có ông leader thì mới commit lên master. Còn mấy ông kia thì cứ làm gì đó, làm với ông leader, xong ông leader gọi là mập gì đó xong rồi đưa lên master. Tức là mình không có theo git flow ban đầu tiên, tức là tụi mình làm cái này thì rất là gọi là bậy bạ, không có theo git flow, nên dẫn tới cái CI/CD của mình nó cũng phải bậy bạ theo.
tức là mọi người thấy là mình phải hút vô cái comment của cái commit á. Mình coi nếu mà ông leader ông bảo là build, build dev, build staging, build sandbox gì đó, thì lúc đó là mình sẽ kích hoạt cái flow build tương ứng cho từng cái đó, nhưng mà bản thân cái source code là nằm ở master. Đó là cái câu chuyện lý do tại sao có cái đó. Đúng không? Sau đó thì mình dùng cái Jenkins pipeline để mình build rồi mình test rồi mình deploy lên K8s là hoàn toàn dùng Jenkins pipeline ha. Và cuối cùng là còn một thao tác rất là painful, tức là vô HRFC để forward request vô trong bằng tay. Đúng không? Thì lát mà mình sẽ nói là những cái improve của mình sau này ha. Tức là bản V1 thì vậy, tức là ông leader ông phải vô ông ngồi cái màn hình ông commit cái code, mà nhiều khi cái code chả có sửa gì hết, sửa configuration, nhưng mà cũng phải vô commit phát để build. Tại vì nó liên quan tới hook của cái build command mà, nên là cứ vô commit phát để build. Còn không thì nó không có build được. Thì cái version 2 thì cái anh mà làm DevOps thì anh cũng dân cũng thích làm dev. Anh mới phát triển ra con bot chạy trên cái team Microsoft team á. Nhưng mà nó rất là dumb ha, nó chỉ hiểu vài lệnh để mình build thôi. Thì đó, cái này là mình thử nè. Đó, thí dụ mình nói là I want to kiss you, nó không hiểu cái nó đưa ra build deploy something gì đó. Thì cuối cùng là nếu mà mình gõ đúng á, build sandbox nè, Excel. Tức là build, cái lệnh build là build ha. Sandbox là môi trường và tới là sản phẩm nào. Thì lúc đó nó sẽ tiếp những câu hỏi detail giống như kiểu một cái tương tác gửi máy thôi. Nhưng mà nó dùng chính cái team Microsoft team của VNG và nó verify luôn cái ông mà ra lệnh commit để nó gán quyền. Thì lúc đó cái version 2 của mình thì hiện tại mình đang bay trên này. Nhưng mà lâu lâu là tại vì ông đó ông đặt tên là Friday nên nhiều khi chỉ có thứ sáu nó mới quật, còn ngày kia nó không quật. Cái con bot đặt tên là Friday nên mình hay chọc là con bot không, chỉ có thứ sáu mới làm việc, còn mấy ngày trong tuần chắc có thể là nó không làm việc. Nhưng mà thực ra là nó có bug, thì mọi người cũng đang fix bug, nhưng mà ít nhất là nó đơn giản cái việc mình deploy cái code hơn là cái version đầu là phải ngồi vô commit trên cái git. Tức là mọi người có thể tương tác được và nhìn thấy được kết quả ngay trên cái màn hình team luôn. Tức là tại do VNG là dùng Microsoft, đồ Microsoft nên là cái chat của chính của VNG là team. Thì mình muốn bay một cái thứ cho nó thôi. Thực ra các bạn có thể bay trên Slack hay trên cái gì đó, các bạn có thể làm những cái thứ đó. Vấn đề tiếp theo là vấn đề lock collector, thì mình vẫn dùng cái mô hình thông thường thôi. Tức là mỗi cái bot nó chạy một cái sidecar trên cái node là fluid đi, và sau đó fluid đi nó đẩy về elastic search và dùng Kibana để hiển thị cái lock lên thôi. Thì cái này là mô hình truyền thống thôi, không có gì mới. Còn ở vấn đề tracing thì thực ra là cũng không có gì mới. Tức là nếu các bạn follow cái stack go thì tất cả những cái thứ này là đều phải có trong cái stack go, trong cái trail factor gì để phát triển microservice gì đó, thì tất cả những thứ này nó nằm trong đó hết. Thì thực ra không có mới, mình chỉ apply nó vào K8s thôi. Thì bọn mình dùng cái JG của Uber để tray cái request. Nhưng mà cái này hình không phải hình của mình nha, hình này mình copy trên internet. Mình dùng JG thì cái JG nó giúp cho mình là có thể là tray được cái request đó là chỗ nào bị chậm, vô gọi vô service nào bị chậm. Tại mình thực ra một cái request mình gọi qua rất là nhiều service, thì mỗi cái service mình sẽ plug cái context vô cái service đó. Lúc mà mình gọi begin với end, giống như kiểu bạn begin với end của service đó, thì nó truyền cái context đó qua nhiều cái lời gọi khác nhau, thì cuối cùng nó sẽ tray được là khi mình gọi vô service A, service A có gọi qua N service con, thì mỗi service đó là mất bao nhiêu thời gian, thì để mình biết chính xác là service nào đang bị chậm. Và mình tìm cách mình dùng cái lock để mình coi bị chậm về vấn đề gì và mình tối ưu cho chuyện đó. Thì thực ra cái này về nguyên tắc của mình, nếu mình làm microservice là mình phải hiểu được mình đang bị ở đâu và mình tối ưu cái đó thôi. Còn muốn hiểu được ở đâu thì mình phải có các công cụ chẳng hạn như tracing, lock, đúng không? Để mình giải quyết cái đó. Còn vấn đề monitor thì thực ra cũng dùng một cái tool để monitor, tức là mình cũng chưa có, tức là mình thấy có cái gì người ta dùng thì mình bắt chước mình dùng theo thôi, chứ cũng chưa có gì sáng tạo đâu. Thì mình có một cái tool, tức là dùng cái tool này là triển khai với mấy anh SO, tức là cho phép mình trực quan hóa cái service của mình, nó gồm bao nhiêu ông, gọi như thế nào, đúng không? Thì các bạn nhìn vô đây, mà nó có một cái tính năng nữa rất là kinh khủng, tức là click vô đó các bạn có thể là có một cái cell ở trên chính cái nốt cái bot đó luôn. Thì mình không có dùng cái đó, tức là hiện tại cái tool này đang rất là gọi là protect, tại vì chưa biết cách để làm sao để giới hạn cái thứ mà không cho phép. Tức là mình đang chạy cái service một click vô cái đó để thao tác một số cái trên service đó là mình không kiểm soát được, nên thật ra là mình chỉ dùng ở mức là mình vẽ cái chart để mình monitor mấy cái quan hệ giữa những cái service thôi, chứ còn mình không có
dùng nó để mình can thiệp trực tiếp vô cái hệ thống đang chạy. Và ngoài ra mình có một build cái hệ thống alert, tức là mình dùng cái hệ thống đây, ở đây monitor thì thật ra là mình đẩy về cái monitor của thằng K8S, bản thân nó cũng có một cái số cái mình cài cắm để mình có thể monitor được, và nó đẩy về cái Kibana để hiển thị lên thôi. Thì thực ra là nó có một số cái agent nó chạy xong rồi nó monitor xong nó đẩy về Kibana để mình monitor cái resource từ cái tất cả từ cái level thấp tới cao luôn. Thì nói chung là thực ra là ở đây mình muốn nói câu chuyện đây á, các bạn dùng cái nào cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng nhất á, tức là dùng và phải có cái giá trị. Tức là thí dụ mình nói mình cài cắm rất là nhiều tool nhưng mà chả bao giờ mình vô tool nó là mình coi hết, thì ra vấn đề đó là vấn đề giống như kiểu anh đi thôi, chứ không phải là vấn đề gọi là production. Tức là production thì mình phải monitor và mình phải hiểu được cái chỉ số đó. Tức là thực ra rất là nhiều chỉ số, mình nói ngay cả những người làm dev họ cũng chưa chắc, những người làm operation họ cũng chưa chắc họ hiểu luôn. Thì cái vấn đề ở đây cốt lõi vẫn là gì, mình cài lên và mình phải hiểu nó, chứ đừng có cài lên giống như cho vui để mua có mấy cái hình đẹp quá nhưng mà cuối cùng hình đó là ý nó nói gì và khi nào thì mình bị cái gì thì mình không biết, thì cái đó thì mình thấy nó cũng không có giá trị nhiều lắm. Mình có một cái tức là mình làm, tức là mình thấy hiệu quả hơn. Ví dụ mình nói là mình có cái motor dashboard của K8S đúng không, motor dashboard K8S, nhưng mà chả bao giờ MSO nào vô coi hết đó. Nên đối với mình cái monitor đó chả có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của mình là service nó đai đúng không, thì service nó đai ở đâu á, thì có một cái là gì, mình monitor cái log của thằng HRC á, tất cả những cái log mà có lỗi 5 init, tức là bản thân cái service bên trong đang có vấn đề đúng không, thì làm ơn gửi cho SMS cho mấy ông leader, gửi team cho mấy ông leader. Và mình có thêm một cái nữa là tức là mình monitor những cái service mà của merchant. Tức là ví dụ bản thân họ implement những cái callback service á, thường thì cái endpoint đó lúc mà mình test thì nó chạy ok, nhưng mà có một thời điểm đó nó không ok thì mình hay bị la là do là tại sao mà merchant không gọi callback được. Mình trừ tiền user nhưng mà không gọi callback được thì merchant không deliver hàng cho user được. Thì lúc đó mình monitor những cái đó bằng cách là mình đưa nó vô team. Thì ông nào thì thực ra là mấy ông leader là thường lúc nào cái màn hình team cũng là màn hình bật online để chat với nhau. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội là mình alert cho mấy ông, chứ nhiều khi SMS mà cũng không đọc. SMS nó không đọc tại vì thực ra SMS là điện thoại, còn ông làm trên máy tính thì ông cũng không có đọc cái điện thoại. Thì lúc đó mình đẩy về team, tức là mình thấy cái công cụ chat nào mà mọi người dùng official trong công ty thì đẩy về đó là ok nhất. Rồi, cái nãy vấn đề đó là vấn đề mình chọn stack thôi. Thì cái vấn đề đầu tiên mà mình gặp phải đó là painful, tức là tại do tụi mình làm là giống như kiểu mà research xong rồi làm trên lab xong bắt đầu đưa lên production. Thì lúc mà đưa lên lần đầu tiên cái farm của mình là 5 nốt chạy vi vu không có vấn đề gì hết, quá tự tin, thấy cụ nét chạy ngon quá. Sau đó muốn add thêm một nốt vô thì cái script ở dưới dev mình chạy vô tư luôn, mình cứ là tức rất cẩn thận, tức là chạy trên môi trường dev của mình add một nốt trên môi trường dev, mình thấy cái nốt nó scale lên rất là ổn và traffic bắt đầu đổ về cái nốt mới scale vô, quất lên production banh luôn farm. Thì ở đây á, nó có một lý do rất là kinh khủng, tức là cái gì? Đầu tiên á, cái vấn đề lớn nhất nãy mình nói là vấn đề sticky node. Tức là giống như nãy mình nói á, tức là do mình muốn ra internet thì tại một số node mình mới có routing ra internet thôi. Đúng không? Thì những cái service nào cần ra internet lại mình phải sticky vô cái node đó. Là cái vấn đề đầu tiên. Do đó là những cái node đó bắt buộc phải có hai interface. Một interface để route ra internet, còn một interface là chạy local trong cái farm Kubernetes. Thì lúc đó nó có vấn đề xảy ra. Các bạn thấy hình đen đen này, các bạn thấy là cái file host, mình view cái file host của thằng Ansible mà lúc mà cài Kubernetes lên cái file inventory á. Thì cái file inventory á nó có hai dòng, một dòng là Ansible host và một dòng là IP. Và hai cái đó là giống nhau. Tức là lúc nào cái file Ansible, các bạn thấy cái file mà inventory của Ansible lúc mà bạn cài Kubernetes á, bạn sẽ thấy là gì, nó có hai dòng, nó có hai cái cột, một cột là Ansible host và một cột là IP. Thì lúc đó là cái ông dev của mình á, ông xóa đi cái cột IP, tại vì hai cái cột đó giống nhau đúng không, mà lúc mà cài cắm á, ở dưới môi trường dev á và môi trường production ban đầu á,
cũng chạy ok luôn, tức là cảm giác là cái field IP đó không có giá trị, đúng không? Không nó có người xóa nó đi, nó cũng chạy bình thường, nó vẫn cài bình thường, vẫn lên cái file bình thường. Thì lên rổ sinh mình add thêm một node vô, cái node đó có 2 IP, đúng không? Mà mình không có cái field IP đó, thì lúc đó là Kubernetes default là nó lấy cái IP mà đi ra internet, nó làm IP listen cho mấy cái Kubernetes của nó. Cuối cùng là thằng đó cái RAN IP khác hẳn cái node còn lại, và nó hồi nó loạn luôn, là nguyên cái farm đó là coi như là mình không control được, tức là bản thân mình, tại do mình không hiểu sâu về Kubernetes, mình không control được cái đó luôn. Mà nguyên nhân là gì? Là cái ông mà install lúc đầu á, ông đưa cái script là bỏ cái IP, cái field IP đi, tại ông thấy không cần thiết, ông bỏ. Nhưng mà cuối cùng là do mình không hiểu bản chất cái IP đó làm cái gì bên trong cái script install, thì lúc đó mình mới quay lại câu chuyện là gì? Ok, tức là mình thấy là mình cái lỗi lớn nhất của mình là gì? Mình không hiểu cái script Ansible đó làm gì. Mà mình tự tin mình đi xóa đi, tại mình nhìn hiện tượng mà xóa thì cũng không thay đổi, nhưng mà ở một số cái case đó là nó bị sai. Nên là cái lời khuyên ở cái issue này á, là các bạn khi mà bạn cài cắm Kubernetes á, tìm hiểu kỹ cái Ansible, tức là mình phải học thêm một cái phần kiến thức về Ansible để mình đọc, mình coi cái script đó làm cái gì, và để mình né đi những cái lỗi mà xảy ra giống như kiểu như vậy. Với lại cái thứ hai, cái bài học thứ hai ở đây là cái gì? Là hai cái môi trường nó không giống nhau, đúng không? Nếu giả sử mình không có 2 IP thì chưa chắc là mình phát hiện được cái lỗi này đâu. Nhưng mà nếu cái node mà có 2 IP là các bạn sẽ bị dính cái chữ này liền. Nên là bài học là nếu mà thử mà muốn chắc ăn mà không hiểu á, thì cái môi trường, hai cái môi trường phải giống nhau tuyệt đối. Tức là thằng kia 1 IP thì thằng này cũng 1 IP, chứ đừng có nghĩ là 2 IP với 1 IP thì không liên quan gì với nhau. Đúng không? Cái bài mình tìm cái bất này ra, tức là bản thân mình cũng chưa, lúc đó mình cũng không biết, mình không biết Ansible làm gì, mình chỉ biết thấy là ta chỉ tutorial là vô Ansible bước 1, bước 2 làm gì thì mình làm thôi. Nhưng mà khi bị cái bài này á, thì lúc đó mình bắt đầu mình thử mình disable một cái IP, thì mình thấy nó chạy ok, tức là disable một interface, cũng cái node đó mà disable một interface thì nó ok. Nhưng mà cứ enable interface lên là loạn, thì mình hiểu có thể vấn đề đâu đó là IP, thì lúc search ra thì đúng là nó nói là default, là khi mà có mình nó có hai hay nhiều interface thì nó sẽ lấy cái interface nào root ra ngoài internet được á, nó là interface default để listen. Thì lúc đó là các bạn cẩn thận cái issue này ha. Ông dev đó hả? Ông dev đó, ông đi qua công ty khác, ông làm lương gấp đôi. Đó là confirm, đúng. Mới hôm qua mới chia tay FV thì có gặp ông dev đó. Cái issue thứ hai mà mình không hiểu được là nếu mình không đọc script Ansible thì mình không hiểu được là ví dụ một cái node mà mình có cài cắm trước đó, ví dụ một cái node mà mình provisioning mà mình không có provisioning từ đầu á, mà trên cái node đó mà có kubeadmin á, thì cái Kubernetes nó không sạc được. Mặc dù là add node vô chạy bình thường, nhưng mà lúc mà mình view tới cái node đó thì mình không thấy là Kubernetes nó không chạy được. Kubernetes nó không chạy được dẫn tới là không có register vô được cái farm Kubernetes của mình. Ví dụ mình add một node vô, đúng không? Nếu cái node ở bên ngoài các bạn á, các bạn ví dụ bình thường, ví dụ mình có cái máy sẵn của bên network, của bên SNS, tức là bên cung cấp server cho mình, họ cung cấp, thì nó chạy vô tư. Nhưng mà cái node của mình đâu đó mình gỡ ra từ cái máy nào đó hay cái farm nào của mình á, mình muốn add nó vô cái node cái farm lại á, mà trên cái farm đó mà dùng kubeadmin á là nó không chạy được. Tại vì trong lúc các bạn đọc cuối cùng đọc kỹ lại Ansible á, thì nó thấy là nó có hai cách cài, hoặc là dùng kubeadmin. Kubeadmin tức là một cách để nó làm provisioning cái máy, add cái mấy cái search đồ đó cho nó nhanh á, nó có một cái script, nó có một cái kubeadmin nó làm cái chuyện đó. Hoặc là giống như kiểu là the hard way, tức là không cần kubeadmin, nó làm bằng tay, tức là nó generate cái signature xong rồi nó add vô từng cái máy rồi nó làm tất cả thao tác automation liên quan đến câu chuyện là cài một cái node vô. Thì nếu như mình đã chọn ban đầu, mình đã chọn không dùng kubeadmin, tức là nó có một config ở Ansible cho phép mình là cài cắm có dùng kubeadmin hay không. Nếu mà mình không dùng ban đầu, mình không dùng kubeadmin, thì nếu cái script, cái máy đó mà có kubeadmin là không cài được. Tức là cái do bản chất cái script Ansible nó viết không optimize cho cái chuyện, nếu mà detect thì xóa đi thì coi như xong. Nếu mà mình không dùng kubeadmin, đúng không? Nhưng mà do muốn detect một cái trạng thái gì đó, nó thấy kubeadmin thì giống như nó hiểu đây là đang cài cắm theo kiểu kubeadmin, nó dẫn tới vấn đề đó. Thì lúc mà bắt đầu ship sẽ thấy có một cái chỗ config là không dùng kubeadmin, mà nếu mình có kubeadmin mình chỉ remove kubeadmin là chạy được. Còn cái đó là bản chất của mình thì mình chưa hiểu sâu lắm về Ansible thì mình sẽ bị những cái problem giống như vậy. Thì cách hay nhất là nếu các bạn muốn nắm kỹ cái farm KubeCosmos thì các bạn nên đọc hiểu về Ansible và đọc cái script cài của Ansible. À,
Có một cái issue nữa rất là kinh khủng, tức là như các bạn thấy nãy mình dùng cái git là mình đã theo kiểu gọi là freestyle, tức là không có một cái git flow rõ ràng đúng không? Thì cái trường hợp này cũng y chang, tức là lúc mà cài cắm cái farm ở dưới dev Andy á, thì là ông dev ông dùng git, ông get latest của cái Kubernetes, tại Kubernetes nó có cái ở trong Kubernetes nó có cái Kubernetes thì nó có script ansible, thì get latest cái script ansible đó về để cài. Thì lúc mà mình scale node á thì cũng git latest, nhưng cái latest sau nó khác cái latest trước. À, hiểu không? Tức là latest thì mỗi thời điểm người ta commit cái gì vô thì thời điểm đó mình lấy được cái hash ở thời điểm đó thôi. Nhưng mà sau đó nó commit thêm thì cái hash latest nhưng mà nó vẫn là cái hash khác. Tức là rõ ràng hai script nó hoàn toàn không giống nhau. Đúng không? Nhưng mà cái đó ít để ý, nếu mà mình làm ở cái những cái script mà tutorial á thì bạn chỉ thấy là get get cái sụt nó về đúng không? Git rồi git clone cái gì đó đúng không? Mà thường là latest gì nữa, clone mà không chỉ định version tức là latest. Thì mình lại follow cái tutorial đó để mình làm tiếp cái bước là scale node là banh xác đúng không? Và chính mình đã bị cái tình huống đó rồi, nhưng mà may mắn là nằm dưới dev chứ không phải là nằm trên production mà mình phát hiện được cái đó. Và cuối cùng á, mình phải đi tìm lại cái script, cái hash của cái script mà mình cài trên cái bản production đó, và mình get lại đúng cái version đó thì mình mới giải quyết được bài toán đó. Chứ còn các bạn mà follow theo tutorial là các bạn sẽ dính chưởng ở cái chỗ mà get clone cái Kubernetes script ansible về. Rồi, cái issue này mới là issue kinh khủng nè. Tức là hai node die. Xong product cái sản phẩm mà mình đang handle đó là e-sell. Có một cái sản phẩm xong họ CRM á, tức là mình có một cái sản phẩm e-sell. Thì cái e-sell là cái thật ra nó là cái nồi cơm của VNG. Tức là e-sell là cái nơi mà bán thẻ game, thẻ cào, tất cả các loại thẻ cho gamer. Và khi mình migrate cái hệ thống lên cái version 2 á, cái ESL hiện tại thì đang chạy những cái node vật lý và chạy cách đây 10 năm rồi, thì mình đang build cái bản V2. Thì cái bản V2 đó mình dùng hoàn toàn trên Kubernetes. Thì mình đang test với một tập khách hàng khoảng 40 khách hàng. Và 40 khách hàng đó là gọi là khách hàng thân quen đúng không? Thì khi mà có một issue là hai node ở đây cùng lúc, tức là do mình làm cái sản phẩm này á, thì mình nói chung là mình thấy là không cần phải gọi là dùng server mới, thì mình xin lại những cái server hết khấu hao của VNG, tại vì storage mình làm riêng rồi. Thật ra cái này nó chỉ là compute thôi đúng không, mình chỉ làm cái farm trên Kubernetes là farm compute thôi, thì mình xin những cái server hết khấu hao của VNG để tiết kiệm chi phí. Và cuối cùng mình phải trả giá, câu chuyện là gì? Hết khấu hao thì thí dụ một đợt các bạn xin hai node thì hai cái node đó nếu mà nó problem thì khả năng nó problem cùng một thời điểm là có xảy ra đúng không? Thí dụ mình nói địa cứng đi, địa cứng mình nói là thời hạn khấu hao của nó là 3 năm, nhưng mà nếu các bạn xài với một cái traffic tương đối giống nhau thì có khả năng là 3 năm sau là cùng cái đám địa cứng nó chết cùng lúc, chứ không phải là nó chết theo thứ tự giống như random đâu, mà có thể là nó chết cùng lúc. Và mình đã bị cái này ở hai cái node này, cái hai node này là chết cùng lúc. Thì cuối cùng nó là gì? Thực ra là mình hiểu nguyên nhân, tức là mình lúc đó mình hiểu nguyên nhân, tại vì lúc đó lên production á là thường các bạn ví dụ các bạn chạy một cái microservice lên, các bạn chạy một instance các bạn thấy đủ, các bạn đâu cần scale lên để làm gì đúng không? Nhưng mà lúc đó là gì? Cái Kubernetes bên dưới của mình vẫn chạy, nhưng mà cái business của mình thì chết. Lý do đó, vậy biết lý do tại sao? Lý do là cái instance của mình chạy lên đúng cái node chết, mà mình chỉ có một instance đúng không? Cái service của mình có một instance. Ví dụ mình có một service là mình hứng tất cả request API quay đi chẳng hạn, vậy mình hứng tất cả request đầu vào đúng không, mà mình chỉ phải có một instance, mà cái instance đó chết thì hồi sau cái instance đó mới được, khi mà Kubernetes nó detect thấy cái node đó chết một hồi sau, các bạn tưởng tượng là khoảng như nếu mà default config của bạn như là lớn hơn 3 phút 4 phút nó mới detect nó qua cái node mới, thì trong 4 phút đó là các bạn đã bị business nó gọi là tan nát rồi, fracture. Tức là rồi sau đó nếu mà mình không bình tĩnh á, mình thấy nó chết á, mình vô mình làm một loạt cái thao tác, tại mình chưa hiểu được là Kubernetes lúc đó, mình chưa hiểu được là mình cứ nghĩ trong đầu là ok, một node nó chết là thằng kia nó detect, nó phát hiện được liền, và nó nhảy qua cái node khác nó chạy cho mình, nó migrate cái service của mình qua node khác nó chạy. Nhưng mà cuộc đời nó không đơn giản vậy, các bạn thử các bạn sẽ thấy gần 5 phút, tức là nó có một cái bài nó nói về configuration làm sao để nó detect sớm hơn, nó rút ngắn hơn, nhưng mà như cũng cuối cùng optimize cũng được như là 60 giây thôi, chứ cũng
không dưới một phút được. Thì lúc đó mình phải có cách khác để mình giải quyết cái đó, đúng không? Tức là các bạn tưởng tượng đó, các bạn chạy mà một instant các bạn sẽ gặp tình huống đó rất là nhiều. Thì bây giờ mình phải chạy multiple instant. Và multiple instant làm sao để mình, ví dụ mình nói là ok tôi chạy 3 instant thì ít nhất tại thời điểm hai nó chết tôi vẫn còn một instant đó chạy được, đúng không? Và mình phải có một requirement là một instant phải vô một cái node khác nhau chứ không được schedule hai instant vô cùng một node. Thì đó là mình sẽ giải quyết được cái đó, đúng không? Tức là issue thứ ba này ít bạn để ý lắm, nhưng mà cái này là trên process là mình không có cơ hội để mình sửa. Tức là bản thân ông business thì không, ông không biết được là ông chạy một instant hay là 10 instant, ông chỉ biết là sẽ biết tôi có down hay không có down thôi. Mà có down mà không bán được hàng thì ông tính vô quy cái tội, nhiều khi chỉ một đơn giản ông quy vô cái tội là mất 10 tỷ chẳng hạn vậy. Hiểu không? Tức là mình chỉ cần down mấy phút mà lúc thời điểm peak, và cái peak đó là người ta mua hàng nhiều, thì rất là gọi là mình sẽ bị gọi là incident, không phải là do incident level của hệ thống mà incident do business đó. Tức là các bạn mất bao nhiêu tiền, chứ không phải các bạn nói là các bạn hệ thống tôi chỉ có down có 2 giây hay là down 5 phút hay gì đó, nhưng mà business lúc đó mất bao nhiêu tiền thì nó quy cái tội là tội business chứ không phải là cái tội ở system. Nên là mình làm những cái hệ thống liên quan tới tiền thì cố gắng là làm cho nó gọi là scale, gọi là giống như là kiểu giải quyết những cái high priority cho tốt. Thì nói chung là mình bắt đầu mình có những kinh nghiệm về chuyện này, mà mình phải cố gắng mình đi giải quyết những cái issue liên quan tới high priority. Còn rất là nhiều vấn đề mình nói với bạn, thí dụ như nãy mình nói Redis đi, các bạn chạy một node bên dưới mà cái Redis nó chết mà business mình phụ thuộc vô cái đó là cũng là một vấn đề. Nên mình mới nói là mình làm sao có cách nào để nó automation cái chuyện là kháng lỗi cho cái chuyện là một cái node ở Redis nó chết. Hoặc là ví dụ mình nói là active MQ đi, tại sao? Ví dụ Kafka thì mình có thể giải quyết được bài toán đó. Tại Kafka nó chạy một hình cluster, nhưng mà ví dụ active MQ đi, mình chạy không tốt. Ví dụ thường là mình thấy ở VNG mà những cái team làm active MQ thường là chạy local trên chính cái node đó luôn, và cái service chạy trên chính node đó. Thì một mai mà cái nói là active MQ nó có persistent nhưng mà chạy local trên chính cái node đó thì cái node đó chết thì cũng không có persistent luôn, chết đúng đi cứng thì coi như là xong, bạn không có cơ hội bạn phục hồi. Nên cái mô hình thì mình rất là quan tâm tới chuyện là mình cluster, tức là mình chạy bất cứ cái service nào liên quan tới DB đều phải chạy ở dạng cluster, và mình kiểm soát được cái chuyện mà giống như mình transparent với cái việc mà cái node ở đây, thì đó mới là cái solution tốt. Mà mình đang cố gắng để mình đi research những cái solution cho cái chuyện đó. Thì những cái bài học rút ra đây là gì? Phải cố gắng làm sao cho cái môi trường dev tương đương hoàn toàn với môi trường production. Như nãy mình nói, dev mà có một interface ra internet, tại vì dev á lúc nào mở banh ra luôn. Các bạn chỉ cần gọi xuống là ra internet được, nhưng mà ở trên production là không có chuyện đó. Các bạn chỉ có đăng ký, nó chỉ allow firewall cho cái node nào ra internet được thì mới ra được. Nên là hai cái môi trường đó mình phải giả lập giống nhau hoàn toàn thì mình mới hy vọng là mình, tức là bản thân mình không hiểu, mình cũng có thể tiếp cận được, nhưng mà mình phải tiếp cận ở cách là an toàn nhất, tức là làm sao để mình thấy là hai cái đó là giống nhau hoàn toàn. Chứ đừng có nghĩ là giống nhau nữa, bởi như tụi mình thấy là sẽ có vấn đề rất lớn. Cái thứ hai nữa là cái gì? Là làm sao để hiểu được cái root cause là cái gì? Tức là có thể lỗi, nhưng mà làm ơn là hiểu được cái lỗi đó xảy ra như thế nào và cố gắng là minimize cái lỗi đó đi. Cái thứ ba nữa là cái gì? Thực hành nhiều lên, đừng có lý thuyết. Thường là mình thấy là gì? Đọc rất là nhiều, đọc rất là nhiều, hiểu rất là nhiều. Nhưng mà khi thực tế chạy thì đụng không có nhiều. Điển hình mình cũng vậy, mình thấy rõ ràng là cái gì? Mình cứ chạy một lần được với môi trường dev, mình nghĩ là mình thánh rồi. Nhưng mà khi lên production cái là ăn đủ hành luôn, đúng không? Thì cố gắng làm thường xuyên, làm đi làm lại, và mình cố gắng mình hiểu càng một ngày. Nếu đầu tiên mình chưa hiểu nhưng mà làm đi làm lại thì mình sẽ hiểu từ từ. Đầu tiên mình không nghĩ là Ansible nó gọi là mình cứ nghĩ là Google nó public ra cái script và cài Kubernetes thì ngon rồi. Nhưng mà không ngờ là nó giống như kiểu lúc mà mình tìm hiểu sâu về Ansible, tại mình không phải là dân làm về system nhiều. Nhưng khi mình tìm hiểu sâu về Ansible thì mình thấy rõ ràng cái script nó rất là nhiều vấn đề và không có ai maintain cái đó. Nó không rơi vô cái case đó thì không quan tâm. Nhưng mà mình rơi vô cái đó thì mình phải maintain, nhiều khi mình có thể là mình sửa cái script lại, mình clone cái script ra thành một cái phiên bản của VNG của mình. Sau đó mình modify, nhìn cái gì mình hiểu về cái đó, mình phát hiện được cái root cause mình sửa cho đó. Nó tốt hơn là mình đợi mấy ông kia sửa cho mình. Đúng không? Ví dụ mình nói đơn giản như mình chỉ là giống như kiểu là workaround thôi. Mình vô giờ nếu giải quyết bài toán mình vô mình dùng cái chỗ nào script mà detect thấy Kubernetes mà tôi đang không dùng Kubernetes, tôi xóa Kubernetes đi. Đó là một cách.
đúng không? Thay vì mình đợi là mình phải gọi là mình hiểu root cause, sao mình đợi mấy ông kia mày update script cho tao chạy được xóa đi, thì mình có thể là nếu mình có điều kiện thì mình nên tìm hiểu và mình học rất là nhiều. Tại vì khi mình đọc vô Ansible mình hiểu rất là cái, mình hiểu rất là cái flow của nó cài cắm như thế nào. Thực ra nó cũng là cái automation script thôi. Ví dụ nó muốn là cái máy đó nó có cái gì, nó có cái key, nó có cái gì, thì nó phải có những cái script generate cái key, xong nó chép cái key vào đâu rồi làm gì. Thực ra nó cũng giống như quá trình mà mình làm bằng tay thôi, nhưng mà thực ra là nó dùng scripting hóa thôi. Thì đó mình hiểu rất là nhiều là cái cách nó cài như thế nào để không bị lỗi. Thì nếu mình hiểu được cái đó thì mình sẽ giải quyết được tốt bài toán của mình hơn. Rồi cái tiếp theo nữa là cái challenge reading, tức là cái vấn đề thứ ba nãy mình gặp á, tức là cái scale cái node á. Tức là rõ ràng mình cứ nghĩ là mình đang chạy perfect, mình đâu bao giờ mình nghĩ tới chuyện là cái node chết, đúng không? Trên môi trường blockchain. Nhưng mà cái này nếu các bạn có điều kiện, các bạn nên làm cái này. Giả sử dù mình chạy một cái node, mình nói là ok, cái node tôi có thể chấp nhận hai, một cái farm của tôi có thể chấp nhận hai node chết. Thử luôn. Kêu hai node nó chết luôn. Coi chuyện gì xảy ra. Ít nhất là trong môi trường dev chẳng hạn vậy, mình thử cái đó được mà. Thì nếu mà mình thấy là mình nói là thật sự hệ thống mình, tại vì về lý thuyết thì nó là ok, nhưng mà thực tế có ai nghĩ là dù các bạn nói lý thuyết là dù Kubernetes nó nói là 5 node các bạn có thể quyền 2 node chết không vấn đề, đúng không? Nhưng mà thực tế các bạn gặp phải là gì, 4 phút sau các bạn mới phát hiện ra là 2 cái node nó chết, thì 4 phút đó là mất bao nhiêu tiền rồi, đối với VNG là mất tiền tỷ rồi. Nên là lý thuyết với thực tế là mình phải thử, đúng không? Và cách thử hay nhất là mình cho chết thiệt để mình coi chuyện gì xảy ra, đúng không? Nếu có điều kiện. Thực ra cái bài học này rất là lớn, tức là các bạn đọc mấy cái của mấy cái kiến trúc của thằng Netflix á, từ ngày đầu tiên nó đã ra cái vấn đề challenge engineering là một vấn đề rất là quan trọng trong hệ thống của nó. Và nó viết tất cả cái tool, tất cả cái thứ để nó có thể là nó simulate lại được cái lỗi nó xảy ra và nó test để nó coi cái hệ thống của nó có bypass được hay không. Tức là cái cách hay nhất là mình cho nó xảy ra để mình coi, còn hơn là mình không biết tới lúc nó xảy ra thì mình không có lường trước hậu quả. Thì mình nghĩ là nên có challenge engineer và mình đang cố gắng mình đưa cái này vô trong cái hệ thống của mình. Tức là ít nhất là trên dev. Hệ thống bây giờ lên á, hệ thống bây giờ mình lên dev là mình cẩn thận lắm rồi. Lên phát đúng không? Chạy ba instance đúng không? Tại vì khi các bạn chạy multi instance các bạn sẽ bị một cái problem liên quan đến multi instance. Nếu các bạn chạy multi instance mà các bạn có stay lưu cái trạng thái trên từng cái instance thì khả năng cao là các bạn sẽ bị fail khi các bạn chạy một multi instance. Chẳng hạn mình nói các bạn có lưu một cái gì đó get local trên cái instance đó đúng không? Nhưng mà cái request của user đó mà lát họ vô instance khác có khả năng là hai cái đó không có synchronize với nhau, đúng không? Chứ không phải là nói là multi instance tức là vô chọn cái speed là chạc ba node là xong đâu. Lúc đó mình phải thay đổi rất là nhiều ở cái chuyện dev để đảm bảo sao cho cái node, cái service của mình chạy là stateless, tức là không có vấn đề phụ thuộc vào instance. Thì lúc đó mình mới hy vọng là mình bypass được cái chuyện đó, chứ không đơn giản như nó là tăng lên bằng 3 là giải quyết được bài toán của tôi. Và bây giờ ví dụ mình chạy một service mình nói ồ, hệ thống em không có phụ thuộc vô stay, anh trả tin. Rồi giờ mày quăng xuống dev đi, anh dựng 5 instance lên, anh cho nó chạy, đúng không? Xong anh sẽ kêu nó 2 instance vẫn chạy được, ok, cho mày lên. Bây giờ mình chơi chắc cú thôi, chứ bây giờ mà lên blockchain mà em dựng lên, tại vì có những cái thứ những cái người dev họ nghĩ nó là không phụ thuộc, nhưng mà lúc đó vô tình họ làm một cái thao tác gì đó ở trên cái hệ thống local của mình á, họ lưu cái file chẳng hạn, hay họ làm cái gì đó trên local là cuối cùng là nó lại là có state, tức là có trạng thái chứ không phải là stateless. Nên lúc đó phải rất là cẩn thận. Thêm một cái nữa, tức là nói đi nói lại, làm gì kiểu gì mà trả lỗi trên blockchain, đúng không? Đâu có ông nào thánh đâu. Thì cái làm sao để mà cái ông dev, cái ông mà ông business owner ông hiểu được mình, ông thông cảm, tức là mình giống như mình có một cái risk management, tức là mình nói với ông trước là em thử cái này mới, cái này đem lại cho anh tiết kiệm cho anh được 5 tỷ 10 tỷ gì đó, nhưng mà có khả năng nó mất con một vài tỷ, thì nếu mà nó vài tỷ thì anh đừng có cho em thất nghiệp, vậy thôi. Ý là ở đây là gì, mình nói đây là vui thôi, nhưng ít nhất là mình phải hiểu được là làm cái gì mới, muốn áp dụng gì mới phải có sự đồng thuận từ cái ông business owner, còn nếu không các bạn làm không được đâu. Nhất là những cái business liên quan tới tiền, ông business cái đầu ông chỉ là tiền, làm sao để kiếm được nhiều tiền và hệ thống không có downtime. Nhưng mà theo về ông dev thì làm cách gì có hệ thống là không có downtime, đúng không? Thì làm sao để mình giải thích cho ông được là cái cách mà mình hay thuyết phục, tức là cái gì, không phải là mình mà người ta chỉ mình á, tức là anh ơi em làm cái này anh tiết kiệm được nhiều lắm nè, nhưng mà nó có thể nó mất đi lúc đầu, nó có thể mất anh một số tiền, thì nếu anh ok thì em làm, đúng không? Còn nếu anh không ok thì em lén em làm vậy thôi. Đó là nói đùa nha. Rồi cái phần tiếp theo như nãy mình nói thì các bạn cái Kubernetes nó đang phát triển liên tục, thì càng về sau nó có những tính năng rất là hay,
rất là hay ho, và những cái tính năng là giống như là nó kiểu nó improve được cái performance rất là nhiều. Thì mình muốn là upgrade cái farm Katamet của mình lên cái version mà gần như là mọi người thấy stable, cũng như là TinyDB. Ví dụ TinyDB lúc thời điểm mình làm đó là TinyDB nó chưa có cái Titan Storage Engine, nhưng mà sau khi mình làm xong thì Titan nó ra một cái bản, và sau cái bản 3 chấm của TinyDB thì nó có một cái nó gọi là Titan Storage Engine, là nó cái chỗ thay key value thay gì nó dùng RockDB á, thì nó viết lại, nó cũng bay trên RockDB nhưng mà nó viết lại, nó tách hai cái lock ra ngoài. Thì cái phần mà nó sẽ optimize cho SSD, tức là cái phần nào write thường xuyên á, cái key á thì nó write thường xuyên, nó tách ra. Thì cái đó mà khá hay, thì mình đang muốn upgrade lên, nhưng mà phải test rất là nhiều. Tức là khi mình upgrade ở production ở dưới dev thì rất là dễ, nhưng mà trên production thì cẩn thận. Với lại cái thứ hai á, tức là nhìn thấy á, có chắc phải có 8 cái tool monitor trên một hệ thống Kubernetes. Thì làm sao để mình gọi là mình có hai ông DevOps mà có 8 cái tool monitor, thì bản thân ổng cũng đã không có thể nào gọi là focus vô một cái tool nào để mà ổng có thể monitor. Thì cái cách hay nhất á, là 8 cái tool đó làm sao để consolidate lại một cái tool mà cái giá trị nó có ý nghĩa. Còn detail hơn thì có thể list vô, nhưng mà ít nhất là những cái thứ mình quan tâm, chẳng hạn như KPI, là ví dụ như mình nói là tiền nạp giảm đi một nửa, là đó là một chỉ số thấy có vấn đề, đúng không? Những cái thứ mà KPI rõ ràng thì làm ơn cho một cái alert cụ thể và có người action, thì nó hay hơn là cái chuyện là cứ nhìn cái chạc vẽ cho đẹp. Mình thấy chạc đẹp lắm, chạc của Kibana hay của rất là đẹp, nhưng mà không có mấy người nhìn vô cái chạc đó để hiểu nó là gì hết. Thì cái đó là vô nghĩa, nên là bước tiếp theo mình phải làm sao để mình giống như là consolidate lại tất cả các tool monitor lại, để mình có một cái chỉ số có ý nghĩa hơn là có n cái tool mà không đọc được gì hết. Tiếp theo nữa là làm sao cho hệ thống alert nó thông minh hơn. Tức là cái bài toán này thì bên Bi hồi xưa họ cũng đang giải quyết cái bài toán này. Tức là alert thì rất là nhiều, nhưng alert thì liên tục. Alert biết rồi, cuối cùng mình bị cái phản xạ là gì, mình thấy alert cũng không thèm đọc. Rõ ràng, nếu như chỉ một tin nhắn, hai tin nhắn mà tin nhắn nó rất là nghiêm trọng thì mình sẽ đọc. Nhưng mà cái tin nhắn nào cũng nghiêm trọng thì lát hồi cái tin nhắn nào cũng bình thường hết. Điển hình là mình có một cái script mình đang phải giải quyết, tức là bên hệ thống mấy anh DevOps của mình thì mình có một hệ thống mình kết nối với lại điện lực. Tức là API của mình nói thẳng với điện lực, thì cái đường truyền của họ thường xuyên bị down, đúng không? Down xong rồi up, hoặc là service của họ tới 3 giờ mấy, 4 giờ sáng backup phát là gọi qua service là cứ not found hay là 500 gì đó. Thì lúc nào mình cũng vô mình coi thì mình thấy alert nhiều khi là cả mấy trăm tin nhắn á, rồi cuối cùng mình cũng chả đọc luôn. Cái đó là thực ra là rất là nguy hiểm luôn. Tới lúc mà thực sự cái incident mà nó xảy ra là mình cũng chả biết luôn. Thì làm sao để mình gạn lọc lại những cái alert nào mà thực sự là critical, thiết kế hệ thống cho nó thông minh lên tí. Và cái này đòi hỏi rất là nhiều ở cái chuyện là cái view của mình về mặt business, cái nào là thực sự là quan trọng, cái nào thực sự là không quan trọng, hoặc là cái nào có thể là có thời gian để xử lý, cái nào cần phải xử lý liền. Rất là quan trọng là mình giống như mình phân loại cái alert đó, thì nó sẽ hay hơn là bây giờ cứ có tin nhắn rồi đó, có team rồi đó, nhắn vô team, nhắn vô tin nhắn, đâu buồn đọc đâu. Với lại có một cái nữa là gì, alert là một chuyện, nhưng mà cái câu chuyện tiếp theo là ai là người xử lý cái đó và kết quả của cái đó xong chưa, rất là quan trọng hơn là chuyện chỉ alert, đúng không? Thường là ví dụ như alert cho ba ông, nhiều khi ông up này tưởng ông up kia xử, ông up kia tưởng ông up nọ xử, cuối cùng cháu ông nào xử hết, cái kết quả của nó vẫn là liên quan nguyên như vậy, đúng không? Thì lúc đó là nên có một cái solution từ alert tới tắt luôn cái chuyện cái alert đó đã được xử lý hay chưa, đúng không? Thì lúc đó cần phải có người rất là giống như monitor 24/7 những cái hệ thống đó để alert, chứ không thể nào mà để mà xử lý vào chuyện đó, chứ không thể nào mà giống như mình có những cái incident mình không xử lý tự động được thì phải làm bằng tay. Thì ít nhất phải có một ông, ổng ngồi ổng đọc cái đó, ổng không xử lý được thì ổng làm ơn ổng gọi cho ông khác để xử lý, còn hơn là ví dụ nhắn tin xong không ai đọc cũng như không. Cái tiếp theo nữa là mình nãy các bạn thấy là routing ngoài vòng, mình phải dùng hạt code qua HRFC ngoài cái config để mình forward vô traffic vô những cái service bên trong của mình. Thì vấn đề đó tại lúc đó thời điểm đó mình chưa thấy cái thằng Nginx Ingress Controller nó ổn định nên mình chưa có dùng. Thì bây giờ tiếp theo là mình phải apply cái này vào, đúng không? Rồi có một cái như nãy mình nói, tức là cái hệ thống persistent storage, tức là mình có những cái service mình chạy stateful, mình cần phải lưu trữ đĩa. Thì hiện tại mình thấy có cái
cái Open EBS là mình thấy có tiềm năng, tức là nó giải quyết cái bài toán storage, mà nó giải quyết cái cluster storage nó trên chính cái scheduler của Kubernetes luôn, chứ không phải nó là một cluster độc lập bên ngoài. Thì cái này mình thấy rất là có tiềm năng, mà mình theo dõi nó phát triển liên tục và nó có vẻ là có tiềm năng, thì mình đang cố gắng mình thử cái này, nhưng mà không phải là đưa vô production mà mình thử để coi coi, tức là phải test rất là nhiều ha. Rồi như nãy mình nói, tức là Redis Cluster Solution, thì cái hướng của mình đang nghiên cứu là mình dùng bằng Mesos để mình làm cluster cho Redis và mình automation, giống như mình có một cái multi-tenant Redis cluster. Và cái cuối cùng là fully automation cái CI/CD, mà CI/CD mà muốn fully automation thì đầu tiên là phải sửa cái git flow trước. Thì hiện tại là những cái project mới là mình đã sửa cái git flow qua theo cái flow mới rồi, tức là pull request rồi sau đó là có rồi là mod test các kiểu, chứ không phải là chỉ có commit vô master ha. Thì mình đã sửa cái git flow đó rồi ha. Rồi mình xin kết thúc cái bài ngắn gọn thôi, tức là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm đau thương thôi. Còn đây có một cái cục rất là hay mà mình cóp được trên Twitter của, tức là ông Mark 22 tuổi, ông nói là bây giờ chạy Kubernetes trên hệ thống cluster không còn làm stress ổng gì nữa hết á. Mình nhìn mặt ổng mà ổng stress ổng 22 tuổi. Này mình sửa lại, bữa mình trong team mình thì có ông Tiến là Tiến DK là System Manager. Thì mình nói này không phải là ông Mạc mà là ông Tiến DK. Rồi thì đó là chia sẻ thôi, còn thực ra là mình biết là coi như là mình rất là amateur về Kubernetes mà mình đang cố gắng mình hiểu sâu về nó. Thực ra có một cái mình đang tuyển một số bạn để làm mấy cái project, chẳng hạn như tìm hiểu về cái source code của Kubernetes. Ví dụ mình quan tâm tới vấn đề đó, mình đọc cái source code coi nó làm cái gì cho đó. Thì có một số bạn, tức là mình đang muốn, tại vì mình thấy cái DevOps này nó rất là vui. Vừa liên quan tới Dev và liên quan tới Ops, tức là mình có kỹ năng cả hai cái. Thì mình đang cố gắng mình đầu tư một số cái team để làm chuyện đó. Đúng không? Thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi ha, còn bạn nào thích join thì cứ join. Mình open. Thật ra team này mới có 2 người thôi, với mình là 3. Team của DevOps của Map thì thực ra nói cho cùng thì hiện tại traffic nó chưa lớn lắm, nên cũng chưa, nhưng mà thật ra là có nhiều vấn đề để mình chơi lắm. Cho storage, tức là mình không phụ thuộc vô bất cứ một cái ổ đĩa nào và một cái máy nào hết, đúng không? Và nó có thể là tự replicate, nếu một cái node trong cái farm storage đó die thì nó sẽ tự nó đẩy cái instance nó qua cái node khác, tức là replicate qua node khác và mình add cái node, một cái node mới thì nó tự nó đưa ra. Thì đó là lý do tại sao mình dùng Minio, tại vì là thứ hai là mình rất là welcome với Go. Mình thấy ông nào biết Go mà cluster mà giải quyết được bài toán của mình là mình ưu tiên mình tìm hiểu nó trước. Kafka cũng vậy, Kafka cũng là cluster. Chỉ có những cái mình painful nhất là Redis, đúng không? Consul cũng là cluster rồi. Active MQ thì hiện tại nó đang có cái Rocket MQ cũng giống như vậy. Thì mình cũng đang coi. Chứ thực ra là ActiveMQ bên mình cũng không dùng nhiều, mình dùng Kafka thôi. Nhưng mà có một số project mình được handle lại thì nó đang dùng ActiveMQ. Thì nói chung cơ chế bên dưới là mình muốn build ở dưới là một cái platform, tức là nó scale độc lập và không bị cái chuyện là phải có SO can thiệp khi mà cái node nó đây. Đâu chỉ việc alert, biết thấy được alert cái node nó đây và lập tức add cái node khác, rút cái node đó ra, thay tháo, sửa chữa gì đó, cắm vô lại thì nó chạy. Chứ không có can thiệp ở từng software nữa. Tức là nếu bình thường mình phải là một cái node die, tức là mình phải đầu tiên, đúng không, là coi backup cái data node nào, đúng không, kéo qua node khác, đúng không, start intern Redis lên cái node khác chạy, hoặc là Redis kia thì bạn có cái cơ chế để bạn switch qua cái, và bạn control cái chuyện master slave trên cái Redis cũng là vấn đề, đúng không. Redis cluster thì mình không muốn cái chuyện đó, mình muốn cho nó là có một cái thống nhất, tức là ông nào xin cấp 5 git, tức là vô cái màn hình cấp vào instance 5 git rồi bắt đầu có được một cái dev endpoint rồi có user pass gì đó chạy. Vậy thôi, giống như kiểu mình dùng platform của AWS hay của Google thôi, nhưng mình làm ở từng đơn giản hơn thôi. Còn store thì nó cũng có cái phần xét, không biết anh hiểu gì. Thì đó, như anh nói là anh bị miss một cái trào lưu là trào lưu VM. Thì trào lưu VM đó là trào lưu nó có những cái storage tập trung là SEP, nhưng mà SEP thì nó lại có vẻ là SEP thì tức là nó build cái farm giống như mình vậy nè, sau đó nó mới có một cái giống như là cái interface adapter lên cái Kubernetes. Thì bản chất cái đó
là mọi người nói là thực ra là nó không không có, mình thì mình không không có không có rành lắm, nhưng mà thấy là có vẻ không có optimize về mặt performance so với cái như nãy mình nói là cái OpenEBS. OpenEBS á, nó có một cái đặc tính rất là hay mà mình thấy rất là thích, tức là các bạn tưởng tượng một cái node worker trên cái Kubernetes của mình cũng là một cái data storage luôn, và nó có cơ chế để optimize ưu tiên. Ví dụ như bạn write á thì nó sẽ write local trước và nó replicate qua node khác, nhưng mà Ceph thì bạn không có nha. Ceph của bạn là độc lập một farm, tức là bạn lúc nào bạn cũng write qua network, nên là về mặt optimize là mình cảm giác là nó không, chứ còn mình chưa thử mình không dám nói, nhưng mà mình thấy là OpenEBS nó có tiềm năng hơn, tức là nó giải quyết đúng cốt lõi của vấn đề cái phần chạy trên Kubernetes. Tức là gì, ví dụ bạn có 5 cái worker Kubernetes thì 5 cái worker đó bạn có thể là có storage trên đó luôn, và bạn định nghĩa nó là một cái cluster storage của bạn, thì lúc nó write nó sẽ ưu tiên nó write vô node local nếu còn write được, và sau đó nó mới replicate từ local đi qua khác. Thì về performance chắc chắn local thì nó, mình nghĩ là nó tối ưu hơn là bạn write qua network. Thì đó là chỉ là cá nhân mình thôi, nhưng mình miss, mình không dám nói gì hết, nhưng mà thật ra nó có một cái để nó cho phép bạn là cluster, nó có một cái cluster path hoặc là Ceph á, nó có một cái để cho bạn mau vào cái docker của bạn theo dạng stateful á, mau cái phạm Kubernetes cái pod của bạn theo dạng stateful. Nhưng mà mình không làm cái đó nên mình không có ý kiến cái đó, nhưng mà mình nếu mình làm thì mình sẽ nghiên cứu sâu về OpenEBS tại mình cảm giác nó optimize hơn. Ở đây em chỉ hỏi thêm về cái kinh nghiệm của mình lúc mà xài Kubernetes á, thì khi mà mình tách cái tầng storage thành một cái platform đúng không, thì và nó tách biệt khỏi cái một cái network khác khi mà mình chạy những cái service above trên đúng không, thì cái mình có kinh nghiệm mình chia sẻ về cái migration schedule, cái migration job ở trên production trước khi mà mình deploy cái service để nó đảm bảo là cái schema của những cái DB đó đó, đó. Cái nãy là mình nói là mình có những cái thắc mắc mà mình cũng chưa giải quyết được. Tức là thứ nhất là cái chuyện mà migration, thí dụ mình đang chạy phiên bản V1 mình lên phiên bản V2, mà cái chuyện mà migration nó có thêm vài cái field hoặc là bớt vài cái field hoặc thêm một số cái instance gì đó, tức là mình đang thắc mắc, mình chưa, mọi người hay nói là A/B testing, tức là ví dụ mình nói là mình làm một cái service mới, ví dụ V2.1 đi, mình cho ví dụ như một tập user khoảng chừng 10% xài, nhưng mà cái MySQL service của mình nó lại phụ thuộc vô cái chuyện là ví dụ mình nói mình đưa một cái môi trường giống như mình nói đó là môi trường mà mình test thì mình ra delete đi đúng không, mình cho một cái tập giống như là staging chẳng hạn đúng không, thì cái bài toán của mình bị bây giờ mình vẫn chưa biết cách giải quyết là gì, là thí dụ trên cái môi trường staging đó mình sửa một số field, mình sửa một số field hay là mình delete một số field đi cho nó đơn giản đừng nói sửa, thì lúc mà mình chạy A/B testing á, cái database của mình nó đâu thể nào nó độc lập với cái database chạy trong production, tại vì hai cái database nó phải giống nhau, thì mình cũng chưa biết cách giải quyết, thật sự là tới bây giờ mình vẫn chưa biết cách giải quyết, nên là mình up là up luôn, mình test xong rồi là up luôn, còn không là rollback, chứ mình chưa có A/B testing mà gọi là giống như kiểu đúng nghĩa. Tại vì mình có tham dự một số cái bài nói về A/B testing, họ nói về lý thuyết rất là hay, nhưng mà thực tế cái case mà mình bị á, tức là do chẳng lẽ mình clone nguyên cái database của mình ra một cái database mới thì không được, tại vì cái database mới đó nếu trong trường hợp mình muốn gọi là rollback lại thì làm sao, tức là những cái field mà mình một cái giao dịch mà mình đã insert xuống rồi mình không thể nào mình xóa được, nhưng mà nếu quay lại cái database cũ thì tức là đâu đó mình phải có cơ chế synchronize giữa hai cái database đó, mà cái đó rất là phức tạp, mình chưa tưởng tượng được luôn. Thật ra là nãy mình đang nói, mình nói có một số cái mà mình chưa làm được, mình đang không hiểu là mọi người làm như thế nào á. Thì mỗi microservice nó sẽ giống như là nó sẽ own một cái phần data ở dưới cái data platform của mình đúng không, thì mình có cái kinh nghiệm về giống như mình quản lý cái transaction ở đó như thế nào. Ví dụ nó gọi cái service thứ nhất mình store một số các data, nhưng mà qua cái service thứ hai thì nó lại bị fail đi chẳng hạn. Hiện tại thì mình đang làm với cái payment á, thì thực ra là mình chưa có cái distributed transaction ra ngoài. Ví dụ mình nói là tôi phải gọi cái MySQL service A thành công, thì ví dụ mình có, ví dụ như chẳng hạn cái đơn giản nhất của mình là gì, đăng ký và tạo tài khoản. Ví dụ đăng ký là một service riêng, mình tạo một file user, sau đó mình phải tạo tài khoản trong hệ thống gọi là hệ thống kế toán như hàng vậy cho user đó, thì hai cái đó là thuộc hai cái microservice khác nhau, thì mình phải có cơ chế để làm transaction cho hai cái đó. Thì thực ra là bên mình thì mình, tại vì do mình làm phần merchant mình chưa dính cái đó, nhưng mà phần core thì họ dính, tức là cái bài toán giải quyết, tức là bài toán thường là mình thấy mọi người hay dùng cái, nó có hai cách, hoặc là dùng two-phase commit, tức là mình phải build một cái two-phase commit, hoặc là mình phải build một cái saga giống kiểu saga bạc tình á, tức là khi mà mình có một service là gọi và rollback, thì khi mình gọi xong mình có một cái coordinator ở giữa, họ kiểm soát cái quá trình đó, xong khi mình gọi ra microservice, xong microservice nó thành công thì nó update trạng thái thành công, gọi tiếp microservice 2 nếu mà fail thì nó là gọi lại microservice thứ nhất, nó bảo là mày rollback lại đi,
Còn nếu mà tôi phải commit thì nó là giống như kiểu repair lock lại, sau đó là commit. Thì cái câu chuyện thì mọi người bảo là cái tôi phải commit á, nó bị cái vấn đề là nó sẽ lock cái hệ thống lại. Nhưng mà do một số cái giống như mình, nếu mà một cái microservice mà nó chạy nó mất nhiều thời gian á, thì có thể là cái tôi phải commit nó không có tối ưu. Thì mọi người hay dùng cái Saga, thì Saga thì chấp nhận là giống như eventually consistent thôi. Tức là sau khi commit hoặc là fail thì trạng thái nó là đồng nhất. Thì mình nếu mà làm Saga thì phải có cơ chế để làm, để mình giải quyết một số cái mà giống như error handling mà không giải quyết được đó, thì mình cũng phải có cách làm bằng tay. Chứ không phải là, tại vì nhiều khi bạn trừ tiền rồi, bạn nhiều khi nó không cộng lại được chẳng hạn vậy. Nó không phải là giống như kiểu commit là lock lại rồi làm rồi mới xử. Thì thường là nó sẽ có một số cách để làm, chẳng hạn như đối với tiền thì nó sẽ dùng một tài khoản tạm. Khi mà bạn muốn trừ tiền thì nó chuyển từ tài khoản chính qua tài khoản tạm, chứ nó không trừ. Thì cái tài khoản chính thì mà muốn xài cái tiền đó nữa thì là phải coi là tổng tiền không bị lock là bao nhiêu thì mới xài. Thì khi mà thành công thì nó mới bắt đầu trừ hẳn trong cái tài khoản tạm đó đi. Còn nếu mà thất bại thì nó lại đưa từ tài khoản tạm vào tài khoản chính. Thì nó thường là nó sẽ có một số cách để nó làm cái đó. Còn mình thì mình chưa làm, tại mình không có nằm trong co. Mình làm, mình đơn giản, mình là transaction của mình thì thực ra là TinyDB nó đã hỗ trợ distributed transaction. Thực ra TinyDB nó là nhiều cái instance ở nhiều cái node khác nhau. Và bản thân mình làm được cái chuyện là distributed transaction trên TinyDB. Đó là nếu mà giao dịch mình chỉ xảy ra ở trong TinyDB thôi. Còn nếu bạn nói là vừa gọi ra ngoài hay gọi ra microservice thì đó là cái phạm trù khác. Tức là thường mình thấy mọi người hay dùng là Saga. Như mình ở cái hệ thống của mình á, thì API gateway của mình không phải là một cái service riêng giống như mọi người hay dùng là King hay là Công hay là cái gì đó. Mình thì mình viết một cái layer là layer giống như nó, mình gọi trong nội bộ mình gọi là middleware. Tức là tại cái middleware đó thì mình bắt đầu mình forward request vô trong. Và mình có một số cái business để mình kiểm soát limit, rate limit hay là giống như AB testing á, mình cũng sẽ có một số cái để mình route request vô những cái instance mới chẳng hạn vậy. Thì mình giải quyết ở đó là mình viết một cái code ở cái tầng gọi là middleware, thì cái tầng nó sẽ forward request vô trong hoặc là đẩy qua như thế nào đó, thì là cái bài toán đó mình tự viết một cái middleware đơn giản, chứ mình không dùng mấy cái service có sẵn. À, bạn đang nói là cái chuyện routing về mặt IP ấy hả? Ý là bạn IP của bạn là IP, nó là IP local, bạn nó bị đổi liên tục đúng không? Bạn không có cách đúng không? Thì như nãy mình nói đó, tức là mình đang dùng cluster IP mà dạng là cái slide này nè. Mình dùng là load balancer và implement bằng MetalDB. Thì nếu bạn dùng cái này á, thì cái lúc mà cluster IP của bạn nó sẽ có một cái internal IP, một cái external IP. Thì external IP đó chính là IP của cái node luôn. Đúng không? Và mình dùng đó là mình dùng static IP. Rồi, tưởng tượng không? Tức là khi mà mình tạc cái service đó lên, mình gán cho nó, tại vì MetalDB nó cho phép bạn định nghĩa một cái range IP, là IP của chính cái đó luôn, thì cái IP đó là cố định rồi. Và bạn hạt luôn, tức là bạn dùng static IP chứ không hả? Bạn không dùng dynamic. Nếu bạn dùng dynamic cũng được, nhưng mà bạn phải viết một số cái giống như là custom resource definition CRD á, để bạn gọi là listen cái event đó và bạn set ngược lại cho cái con HRC, nhưng mà mình thì mình hạt có luôn. Và mình làm bằng tay, tức là như bạn có một service lên thì nó sẽ có một cái config, là cái config đó là bạn sẽ chọn là IP nó là bao nhiêu đối với cái cluster IP, external cluster IP, thì lúc đó bên ngoài HRC bạn chỉ trỏ vô cái IP đó là xong. Có ai có câu hỏi gì không? Cảm ơn anh vì bài chia sẻ. Em có một câu hỏi là anh quản lý cái secret ở trên Kubernetes, là anh dùng cái một cái external service hay là anh dùng luôn cái secret management? Cái secret này mình đang dùng là secret của Kubernetes, nhưng mà sắp tới thì mình cũng đang có một cái khác, tức là secret Kubernetes thì nó có gì đó không ổn lắm, thì mình đang có nghiên cứu một cái khác, nhưng mà mình chưa, thật ra bên đây mình đang dùng secret của Kubernetes luôn. Cảm ơn anh. Thế là em hỏi cái đó là cái việc mà cái pipeline mà đi từ code trên dev lên trên tới ra được tới cái image thì đó là anh dùng toàn bộ bằng Jenkins thì anh có gặp vấn đề không? Tức là ông nó viết script bằng Jenkins, thấy ông dev ông viết tốt lắm, anh thấy chạy vẫn không có vấn đề. Nó viết cái script cái ngôn ngữ gì
Ruby hay là cái gì, không phải Ruby, cái gì á, Groovy. Ông Dev lúc đầu khó chứ lúc sau thầy ông biết tốt lắm. Đúng không ạ? Em hỏi cái này là thì lúc mà anh deploy á, dùng Jenkins mà deploy thẳng vô trên cái cluster á, thì là anh có dùng cái tool đúng không? Helm hay là gì đó không? Thực ra mình đang fork mọi người dùng Helm nhưng mà chưa dùng Helm. Ta dùng script để chạy. Cái đó là dùng script để chạy từng từng cái Kubernetes control, một cái file Kubernetes control đó chạy từng cái script. Cảm ơn anh. Nhưng mà mình đang muốn dùng Helm. Tức là dùng Helm, mà dùng không Helm thì cũng dùng giống như kiểu customize á. Mình thấy có customize chạy khá ok, tức là cái đó nó tách bạch cái config ra và mình hiểu, tức là cái config đó mình chạy môi trường nào cũng được và mình muốn override cái config nào cũng được hết. Tức là cái customize thì mình thấy mọi người bắt đầu đang dùng nhiều thì mình cũng đang muốn coi cái đó. Cảm ơn anh. Mình thấy thì nó có giới hạn, tức là cái grand IP là mình phải giống như mình allocate trước cái grand IP đó. Nếu mà bạn muốn cái node bạn mà dài hơn, tức là ban đầu bạn install cái farm Kubernetes của bạn, cái grand nó phải to lên. Còn lại mình chả thấy vấn đề, thì thực ra nó chỉ forward cái nó chỉ cấp cho cái IP, cho cái cluster nó có một external IP rồi nó dùng. Thực ra bên dưới nó vẫn là cái cơ chế của cái đám proxy kia thôi. Tức là nó thêm một overhead, một cái layer là từ IP đó translate thành IP private. Rồi đá vô service, vậy thôi. Còn nếu mà sâu hơn nữa thì mình chưa coi, thực sự là chưa coi. Nhưng mà thực ra là mình thấy là nó thêm một cái overhead, một cái layer là từ cái IP mà mình fork chỉ định nó lại translate một lần qua cái IP mà thay đổi bởi cái cluster Kubernetes. Em chưa dùng Kubernetes bao giờ. Thành ra là anh có thể demo một cái flow mà từ Lion đẩy vô hệ thống Kubernetes rồi sau đó là tiếng đại về hả? Về có anh Tiến, để có gì để mình quay phim lại rồi mình gửi để lên website cho bạn được không? Tại vì nãy có anh system ảnh về rồi. Tại không, vì anh ý đó... em là nói về cái logic mà Kubernetes nó sẽ xử lý khi mà ví dụ như là traffic nó đội lên á thì cái cơ chế đó của bạn nói là lúc đó là mình là auto scaling, cái đó là câu chuyện khác. Câu chuyện lúc mà mình provisioning là câu chuyện khác nha, tức là mình có một cái source code, ví dụ bạn nói bạn commit đúng không? Thì như hiện tại á, là mình không phải quản lý là một project có nhiều service mà mình quản lý service độc lập. Ví dụ bạn sửa cái service đó thì bạn commit lên thì bắt đầu là nó sẽ compile xong nó test xong thì nó đẩy lên compile rồi build email xong test xong thì nó, nếu mà bạn nó dừng lại đó ở môi trường test thôi, nếu mà ông kia là gọi là deploy production thì nó mới deploy. Tức là tại vì production là mạo hiểm, nó không phải là bạn muốn compile test rồi bạn đưa lên production là bạn đưa. Thì deploy lên cái version thì nó có một cái comment khác là deploy version, thì nó là pull cái email đó xuống và nó stack cái script mà để chạy cho cái email đó thôi. Nó cái script đó là bạn nó có cái version thôi, tức là mỗi lần build thì mình có version, thì mình set cái version xuống thì nó sẽ dùng là Kubernetes control trừ F rồi cái file đó thì tự động nó stop cái script cũ và nó tạt cái script mới lên thôi. Vậy là không có downtime. Có downtime chứ, lúc mà nó switch qua là bạn có downtime, còn nếu không bạn phải rolling update. Tức là rolling update thì nó sẽ không có downtime. Như hiện tại là nếu mà multi instance thì nó sẽ không có downtime, nhưng mà nếu một instance là chắc chắn có downtime. Tại vì nếu mà muốn làm không downtime thì rất là phức tạp luôn. Rolling update và cái mình phải gọi là restful shutdown nữa. Tức là những cái service mà mình đang handle request, chẳng hạn request nó đang forward vô, nó đang xử lý cho nó, thì mình phải có cơ chế để mình gọi nó là restful shutdown, tức là mày đừng có nhận request nữa, nhưng mà phải xử lý xong request đó là mình up cái service đó xuống. Còn như mình làm bây giờ là chơi gọi là chấp nhận đau thương, tức là kêu phát giống như kiểu là fork phát switch qua service mới rồi đá gateway ở ngoài Michael service nó cái lỗ hành sinh nó đá vô cái service mới. Nhưng mà chắc chắn cái đó là có đau tham, hoàng không đế, nhưng mà chắc chắn là đau tham hơi bị kinh. Tại vì nếu cái request mình đang xử lý ở trong cái đó mà mình không rate full shutdown, thường là mình sẽ không bao giờ mình viết rate full shutdown đâu. Nên là mình sẽ bị dính chưởng, rồi mình handle một số cái sick hub ở phía dưới lên đó, để mình rate full shutdown, đó là không phải shutdown liền. Còn nếu mình kêu chị chính là coi như là giống như kiểu kêu chị chính là coi như là xong phim luôn á. Cái đó thì thường là bên mình nằm ở cái layer ngoài chứ không phải là nằm layer trong. Tức là thí dụ ở data center nó có một cơ chế để nó detect, thí dụ nó phát hiện một số cái pattern thông thường. Chứ còn vô tới hệ thống của mình mà mình cứ handle request là mình không nghĩ là mình chống được DDoS đâu. Tức là protect từ cái tầng bên ngoài á, mấy cái firewall bên ngoài hoặc là mấy cái layer phía dưới bên ngoài nó detect cái chuyện đó và nó drop luôn traffic ngay từ, nó đừng có forward vô trong thôi. Cái kiểu gì mà bạn forward xuống trong là bạn cũng tốn resource, tốn CPU là bạn cũng không thể nào bạn giải quyết được bài toán DDoS thôi.
injection thì lúc đó là do kỹ năng của mình, team mình thì injection hoài, tức là bên đây mình, tức ra là cuối cùng đó là do các cách quản lý của mình tại thôi, tức là những cái bật tin ví dụ như best practice về cái chuyện mà code handle mấy cái parameter hay gì đó mình không có đưa ra một cái chuẩn, không có một cái follow cho nhân viên theo thì lúc đó nó hay bị. Vừa rồi mình mới bị một cái SQL injection có thể hoàn tiền, nhưng mà may là chỉ có ông ISO, ông có nghĩa bên mình có một team ISO là họ sẽ test review toàn bộ security cho những cái sản phẩm, thì họ phát hiện cái bug đó thì họ sẽ write report cho mình và họ quay demo cho mình coi và mình fix. Nhưng mà cái đó là do mình quản lý tại thôi, chứ thực ra là nếu mình có một số best practice thì nó giảm rất là nhiều cái chuyện mà bị SQL injection ha. Thực ra là do thường thường là do nối chuỗi, thao tác quen quen tay là hay nối chuỗi, parameter hay nối chuỗi, với mình có một số cái best practice thì mình không bị đâu. Em muốn hỏi một cái là hồi nãy thì em bị miss cái đó, là cái tầng database của anh á là hiện giờ nó phục vụ cho cả đọc và ghi luôn đúng không? Đúng rồi. Như vậy thì anh có gặp cái vấn đề là thí dụ như cái tải ghi hoặc là tải đọc nó vượt quá cái lưu, mình có cái rate limit cho cái phần đọc và ghi không, để mà tránh cái đọc ghi nó tác động lẫn nhau? Thực ra thì anh chưa có, nhưng mà thực ra là nếu tụi anh bị, tụi anh có bị cái bài toán đó thì tụi anh scale node ra, tức là nó có cái cơ chế là nó replicate ra nhiều node á, rồi tụi anh add thêm node, tức là một cái instance nó sẽ được scale ra thêm thì nó sẽ giảm cái đó thôi. Nhưng mà như vậy thì cái quá trình scale nó có một cái config, tức là cái đó nó phụ thuộc vô thằng nếu mà mình có hai cách, hoặc là mình rate limit ở đầu service của mình, hoặc là mình rate limit ở ngay đầu TDB, thì anh biết là TDB nó cũng có config để cho mình rate limit cái đọc ghi á. Nhưng mà cái đó thì theo anh thì anh không để tới cái chuyện đó xảy ra, mà thực ra do cái business của mình không được phụ thuộc vô database. Mình cái quan điểm của mình, góc nhìn của mình, database là cái thứ để lưu trữ chứ không phải cái thứ để tính toán cho business của mình. Quan điểm của anh từ xưa giờ nên là cái chuyện database mình chỉ ở mức chấp nhận được thôi, chứ mình đừng có nói là database mình phải giải quyết cho tao rất là nhanh như gì đó, thì còn lại thì mình phải nằm ở trên tầng cái application của mình ở trên, mình phải làm gì đó, cái hạn như có thể là mình cache hay là mình làm gì đó để mình đừng có hit xuống database. Câu hỏi thứ hai là hồi nãy anh có đề cập tới cái community mà một cái node mà nó bị down á, thì nó sẽ mất gần 4-5 phút để mà mình nó detect. Thì như vậy thì đó có phải là do cái cấu hình hay không, và nếu mà nó là cái giới hạn của nó như có vậy nó là cấu hình và nó có một cái bài optimize là em giảm được hình như là xuống là còn khoảng hơn một phút. Nhưng mà cái đó cũng phải là cách, thì nó có một cách khác, tức là nó có cái health check, tức là bản thân service mình phải phát hiện trước cái chết, trước khi là cái Kubernetes nó phát hiện cái chết. Tại vì mình có hai layer đúng không, layer là service của mình nằm trên, layer thứ hai là cái Kubernetes nằm dưới, thì cái farm nó quản lý Kubernetes cái node á, thì một phút sau nó phát hiện. Nhưng mà làm sao là mình phát hiện ngay lập tức cái service của mình bị chết, thì mình có một số cách, chẳng hạn mình đừng có rút vô cái node đó nữa. Nếu mà như vậy thì mình cái cách xử lý của mình là khi mà cái service mình chết, mình nếu mà mình detect ở phần downstream á, thì lúc đó là mình rút qua, hay là mình có write a headlock để mà mình xử lý sao, hay là mình chặn luôn là không em chặn nó rồi, chặn ngay từ đầu. Tại vì nếu mà mình làm tốt đó, thì ngay từ đầu log machine của mình đó là mình thấy cái node đó chết, là nếu mình có health check á là nó phát hiện cái node đó chết là nó không đá vô nữa. Chứ còn nếu không có write headlock, tại vì thực ra bản chất cái node đó chết rồi thì em không có write cho cái node đó được nữa. Còn em write ở tầng, nếu có write tầng log balancing thì nó lại phức tạp vấn đề lên. Thì theo thấy là nên cắt luôn cái node đó luôn, cắt luôn cái service ngay trên node đó luôn. Nhưng mà phải cắt ở tầng service nha, chứ đừng có cắt ở cái tầng ở phía dưới. Tại vì lúc em nó node nó chết, em phải làm một loạt thao tác, em mới lấy cái node đó ra được khỏi hệ thống, chứ không phải tự nhiên mà em nói là nó đại cái em lấy nó ra khỏi hệ thống đâu. Rent node rồi làm đủ 2-3 lệnh gì đó thì em mới lấy được cái node đó ra. Cái tình huống mà chết ở đây tức là nó quá resort, cho nên là khi mà mình cắt ra để mà nó có thời gian nó phục hồi, hay là chứ nó chết ở đây là chết về phần cứng, có thể là chết RAM, có thể là chết đĩa, có thể là chết CPU. Tức là hạ tầng anh đang dùng là trong host trên máy vật lý luôn. Đúng. Thì on premise là nó chạy trên máy vật lý mà. Em thấy là bình thường các cái website mà ví dụ như là tin tức hoặc ấy thì cái việc mà mình anh nói là mình không có handle cái chuyện grateful á, thì downtime một thời gian ngắn thì có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà như là bên Zalopay á thì cái giao dịch của mình nó sẽ rất là thường xuyên, và cái đó nó ảnh hưởng đến tiền ấy, thì tại sao anh lại quyết định là mình không refund? Như anh nói, anh đâu phải là làm Zalopay core, anh là Zalopay merchant, tức là cái thứ mà trả sinh là nó nằm trong cái core, sau đó core nó mới có một cái service nó sinh cái data và trả sinh qua cho anh chỉ là phương pháp view, index, search và tính toán về mặt gọi là phí. Tức là ví dụ như một ngày em merchant nó nhận được 10 giao dịch trả tiền, thì anh tính phí cho merchant dùng 1% trên giao dịch đó thì là bao nhiêu tiền, thì anh có một cái hệ thống anh chạy phía sau để anh tính tiền.
Chứ còn API như hiện tại design của Zalo Pay là API là tất cả mọi trình đều gọi vào core. Còn cái core handle như thế nào thì anh cũng không rõ lắm. Tức là bản thân tụi anh là dân giống như kiểu là dân dev, và tụi anh đi làm Kubernetes, tức là mình muốn làm sâu về DevOps thì những cái thứ đó mình biết, tức là mình note ra đầu mục là mình phải làm. Nhưng mà thí dụ đọc làm thì mình phải có cơ chế, giống như bây giờ tụi anh đã refund được một số service rồi. Tức là về mặt ví dụ code em cũng phải có handle signature từ hệ thống nó lên, chẳng hạn ở ngoài nó kêu, nó có một lệnh gọi handoff chẳng hạn, vậy thì bên trong em phải handle signature cái signal đó. Và bên trong cái code mà web server của em cũng phải là nếu tôi handle cái đó thì tôi không nhận request vào và tôi xử cho hết cái request bên trong, rồi tôi mới shutdown cái web server đó xuống, đúng không? Ví dụ như mình nói mình control C đi, nếu bình thường mình không handle tốt, tức là mình nếu control C tôi phát hết, tức là những cái worker nó đang xử lý những cái request của cái web server đó là nó bị die, đúng không? Em kêu process chính thì nó die, em cho process chính nó shutdown lại die. Nhưng mà nếu không, nếu mà mình làm tốt quá thì mình handle cái signature đó, mình gửi một cái lệnh vô cho mấy cái worker trong là mày hoàn thành đi, còn ở ngoài lúc mà accept connection thì em không accept nữa, em reject. Thì Kubernetes nó cho phép em health check đó. Em nó có một cái define là cái service đó em có lệnh health check là cái gì. Thì lệnh refund thì đâu hỗ trợ, nó chỉ gửi signal cho em thôi và nó đợi phản hồi thôi, đúng không? Thì lúc đó nó gửi signal cho em thì em phải handle cái signal đó, còn em không handle thì coi như là xong. Thì đó, thì Lurin Deploy đi, nãy anh nói bài toán của anh với bạn kia bị là bây giờ Lurin Deploy nhưng mà giờ thay đổi database. Thì Lurin Deploy nó giải quyết cho mình được hay không? Tức là anh thì anh chưa thấy giải quyết được, còn nếu... Tại vì thực ra cái database của mình nó là cái thứ lúc mình design microservice, nhưng mà có một số thứ nó lại phụ thuộc lẫn nhau, chứ không phải nó độc lập hoàn toàn. Ví dụ như cái version mới với cái version cũ bắt buộc phải xài chung một cái database. Ví dụ cùng microservice nhưng mà một cái mới, một cái cũ, version 1, version 2 bắt buộc phải xài chung một cái database. Nhưng mà có những thứ khi mà mình nâng lên version mới nó không có tương thích được với version cũ, để mình không rollback lại được. Đâu phải lúc nào Lurin là mình cũng giải quyết được đâu. Tần service thì anh nghĩ là vô tư thôi, thì đừng có dính, nếu mà nó stateless thì là thoải mái. Nhưng mà nếu mà nó dính tới stateful, tức là có dính gì đó tới chuyện database là thấy có vấn đề.